thế giới ở chiều không gian khác mở ra như một lời thách thức đến với thế giới Lego. Một con mắt thần mở ra và cả thành phố bị cuốn vào nó. Khung cảnh chẳng khác gì một ngày tận thế của nhân loại. Chuyện gì đã xảy ra thế? Các anh em ở đây chắc ai cũng đã từ có một tuổi thơ dữ dội cùng những mảnh ghép Lego rồi đúng không? Từ mấy mảnh con thôi mà có thể tạo nên cả một thế giới trong tưởng tượng. Ở đây có ông nào chưa lần nào chơi Lego thì chứng minh thư phát hộ tôi để tôi vào chê cái. Người gì mà chả có tuổi thơ. Hãng phim Lego lần này lại mang đến cho người hâm mộ bộ phim về hai cậu thiếu niên ở hai thế giới khác nhau, nhưng cùng nhau sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ rồng khỏi những kẻ có âm mưu xấu. Còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu bộ phim cùng tụi mình. Thế giới ở chiều không gian khác mở ra như một lời thách thức đến với thế giới Lego. Một con mắt thần mở ra và cả thành phố bị cuốn vào nó. Khung cảnh chẳng khác gì một ngày tận thế của nhân loại, và cậu bé Azin cũng không ngoại lệ, bị cuốn vào trong cơn bão kinh khủng đó. Tưởng như ngày tàn của cuộc đời, nhưng bỗng các anh hùng ninja xuất hiện vào giải cứu cậu khỏi đó. Sau này cậu mới biết đó là thời khắc hợp nhất giữa hai chiều không gian. Cậu phải bắt đầu một cuộc đời mới ở không gian khác. Và hiện giờ cậu bé Azin ấy là một anh hùng ninja như các idol cứu cậu năm ấy. Nhưng chỉ là anh hùng quèn mà thôi, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt biết bao nhiêu lần cùng cô bạn tóc hồng mới có thể sinh tồn tại nơi này. Vẫn ngày ngày ôm trong mình giấc mộng thành anh hùng, đừng cố quá thành quá cố nha ông nội. Cô gái tóc hồng là bạn đồng hành của Azin, tên là Soja. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng. Cái ông hổ này là chúa tể rát, trông cũng chả phải người tử tế gì nên chắc chắn đây là người xấu. Để coi ông ta sẽ làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ha. Cuộc thi diễn ra vào ngày hôm nay. Các thí sinh nô nức kéo nhau đến thi, Soja và Azin cũng mang phát minh đồ sộ của mình đến. Nhưng chưa gì hết đã bị hù sẽ rớt ngay vòng gửi xe. Nhưng ai lì đòn và lạc quan như fan MU cứ tự tin mà vào. Vào bên trong thì đủ thể loại thí sinh từ thú đến người đã đợi sẵn để tham gia thi đấu. Chưa gì hết đã bị một bà thím nhiều chuyện y như bà thím hàng xóm nhà mình xỉa sói một trận, nhưng đêm 30 chưa phải là Tết. Phải phút 90 mới biết ai hơn ai, chứ gáy rõ to như fan MU rồi lại thua vào phút cuối nó mới cay á chứ. Cuộc thi bắt đầu diễn ra vô cùng căng thẳng. 49 gặp 50, chẳng ai nhường nhịn ai. Phía bên trụ sở của tên chúa tể rát thì có một con quái thú sổng chuồng và mọi người phải dồn hết sức lực để bắt nó lại, phải dùng rất nhiều lực lượng mới có thể hạ gục được nó. Nhưng Azin và Soja đã kịp thời có mặt và tham gia vào cuộc chiến đường phố này. Và tên thủ lĩnh ra lệnh sẽ không báo gì về cho chúa tể rát, nếu không cả bọn sẽ bị phạt. Soja và Azin lúc này đã trực tiếp đối đầu với rát mặc dù chả biết ông ta là ai. Chỉ với vài chiêu thức ông ta có thể dễ dàng hạ con quái thú bỏ trốn và cả Azin cùng Soja. Cả hai bị giải lên tàu cho tù nhân và đi đến nơi nào đó mà chả ai hay biết. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc thì từ trên nóc tàu, anh hùng ninja xanh lại lần nữa xuất hiện. Thì ra ninja xanh đang đến tìm các em của mình và cả đoàn ninja đang ở trên tàu cao tốc. Ninja xanh này đang đứng nói chuyện với em trai thì bị một Lego khác tấn công. Ninja xanh và thứ kia đã có một phen vật lộn ngoạn ngục. Loi thành công cứu được hai nhóc này, cả ba cùng nhảy lên nóc toa tàu. Chưa kịp tìm rồng thì bị Giáp Ton phát hiện. Ông già này chính là Giáp Ton, thuộc phe phản diện. Và rồi cả ba bị bao vây, nhưng cậu nhóc Azin này lại tung chiêu đòi lo liệu hết bọn chúng. Mà múa được vài đường thì lại khựng vì học kỹ thuật không tới. Đây là kỹ thuật sở Pinjitsu. Kỹ thuật ninja cần nhất nhưng Loi mất mấy năm để học từ thầy giỏi nên đâu thể tự tiện vậy được. Lúc này anh Loi đã đứng ra chiến đấu với ông tự nhận mình là Giáp Ton. Còn cô bé kia vẫn không triệu hồi được sức mạnh của mình. Nhưng rồi cậu bạn của cô biết được lý do và nói cho Soja biết. Thế là cả ba đã cùng nhau hạ gục mấy tên phe ác này. Cậu bé tóc xoăn đi tìm rồng của mình. Không lâu sau đó rồng đi đến truyền sức mạnh cho Soja khiến cô bé có lại được sức mạnh nguyên tố và dần dần kiểm soát được trận chiến và dễ dàng bỏ mặc mấy tên phản diện lại sau lưng. Sau đó cả ba trở lại về ngôi làng. Chú rồng về thư viện của làng tình cờ tìm được bản vẽ vùng đất của ba ngọn núi nhưng nó ở rất xa. Phải cần dùng tàu bay, mà tàu bay duy nhất Loi còn tên là tặng vật của số phận mới. Tuy vậy nó vẫn chưa được làm xong, còn một số bộ phận công nghệ nữa để hoàn thành. Anh cùng cậu nhóc đi lên tàu bay ngồi nghĩ xem nên làm thế nào để có thể sửa chữa xong thì chợt Loi nghĩ về chuyện ngày xưa khi còn tu luyện làm ninja của mình. Ngày xưa động đất thường xuyên xảy ra và nó giống dư chấn, nơi các cõi bất ổn cố chia rẽ một khu vực nào đó như vết nứt thực tại. Và bọn họ biết chỉ có sức mạnh nguyên tố mới có thể đóng được chúng, nhưng không dừng lại. Động đất trở nên thường xuyên và mạnh hơn, nếu còn tiếp diễn thì chẳng bao lâu nó sẽ xé toạc thế giới. Người đồng đội của Loi là Kai đã biết làm gì để ngăn chặn chúng. Kai đã lấy tàu bay đi tìm đáp án ở các xứ sở hợp nhất. Vậy nên đến tận bây giờ anh Loi mong có một ninja trên tàu với bọn nhóc và anh rất ngạc nhiên về sức mạnh của cậu nhóc và cô bạn Soja. Ngay hôm sau, Soja đã hoàn thiện xong tàu bay và tiến hành bay đến hòn đảo, thế mà vừa cất cánh lại bị thợ săn rồng Giáp Ton đuổi theo nữa. Đúng là phiền phức mà. Lần này chúng dùng phi thuyền bay để tấn công tàu bay của bọn họ nhưng may là gia đình rồng đã đến giúp bọn họ thoát khỏi đám tàn ác đó. Sau đó mọi chuyện chưa dừng lại, đám thợ săn rồng ra lệnh bắt con rồng đầu đàn to nhất. Lúc này Jizu và Soja cũng không thể giúp gì vì sức mạnh không đủ để kết nối. Chỉ còn mình Loi là có thể dùng sức mạnh mà rồng ban cho để tiêu diệt đám người phe ác kia. Một mình Loi đã dùng sức mạnh quét hết bọn chúng. Và quả thật, giữa ninja và rồng có một sự kết nối mật thiết gì đó. Dù đánh bại hết đám người xấu nhưng tên át chủ bài vẫn về báo cáo cho đại vương rằng kế hoạch thành công mỹ mãn, ra kế hoạch chính là để Loi lộ diện, có thể kết nối sức mạnh với rồng chúa. Đây là bước đệm để cô ta thống trị cả làng,
Chuyển cảnh đến trong lúc Soja đang tập luyện với sức mạnh của nguyên tố một cách khó nhọc thì Azin được phân công nhiệm vụ luyện tập với những chiếc chùy sắt tự động khó nhằn. Bọn họ đang bước đầu học tập những kỹ năng tuyệt đỉnh mà Loi truyền lại nhưng có vẻ nó quá khó với những thành viên mới bắt đầu. Azin ban đầu tỏ ra rất tự tin thế nhưng sau khi thất bại lại cảm thấy khá là chán nản. Nhưng câu chuyện Loi bắt đầu kể về người đồng đội của mình là Chay đã khiến Azin lấy lại được niềm tin. Lúc này Soja cũng phàn nàn về bài tập sức mạnh nguyên tố quá khó để cô có thể kiểm soát. Loi đã khiến Soja tập trung khai thác sức mạnh từ bên trong mình. Từ những điều tưởng chừng là không thể, khi đang kể về những ninja tài năng thì đột nhiên một Jizu trên nóc tường trở nên hết sức bồn chồn. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhóm Loi. Ngay tức khắc, ba người đã di chuyển bằng cách của riêng mình đến bức tường nơi mà Jizu đang đứng. Họ mừng rỡ khi nhìn thấy con tàu Bounty đang dần đến. Loi cho rằng Kai đã thành công hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm các ninja khác nhưng một giây sau đó điều xảy ra khiến anh phải thất vọng. Bởi vì con tàu đột nhiên bốc cháy rồi lao thẳng về phía ba người bọn họ. Cả ba nhanh chóng né khỏi đó, họ nhận ra Kai đã thất bại trong nhiệm vụ, họ nhanh chóng nhảy vào con tàu. Cả ba cố gắng dừng con tàu lại một cách nhanh nhất nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy. Bánh lái bị kẹt nhưng trong lúc con tàu chuẩn bị đâm vào ngọn núi đá thì Soja đã thành công phục hồi bánh lái, con tàu hạ cánh một cách gần như an toàn. Lúc này họ tìm thấy một số ghi chú do Kai đã để lại. Cả ba quyết định tìm đến nơi đó để biết được thật ra Kai đã xảy ra chuyện gì, trở lại phòng làm việc của nữ bác sĩ. Cô ta đã có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng giữa những kẻ phản diện với nhau. Cùng lúc này nhóm của Loi dừng lại ở một cuộc đụng độ giữa một nhóm rồng lớn và mấy gã bằng đá được gọi là G-Zaklin. Họ nhanh chóng đáp xuống đất để bảo vệ lũ rồng một cách không có kế hoạch, lũ G-Zaklin nhanh chóng bị hạ gục. Bất ngờ một đòn tấn công từ nước trực tiếp lao đến chỗ của Azin từ phía sau khiến cậu bị ngã nhào ra trước. Sức mạnh từ nước không dừng lại mà lao đến chỗ của Loi nhưng anh đã nhanh chóng chặn được nó ngay lập tức. Nhưng dường như Loi đã nhận ra gì đó, người duy nhất có thể kiểm soát được nước một cách thành thạo chính là Nia. Những người bạn lại hội ngộ nhau trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Cuộc chiến đầy hiểu lầm này đã được kết thúc, tất cả mọi người đều muốn biết hiện tại Kai đang ở đâu. Lúc này Nia dẫn nhóm của Loi đến chào hỏi thủ lĩnh G-Zaklin. Và có vẻ như tại đây cô được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi thủ lĩnh G-Zaklin nhận ra sự có mặt của Jizu. Tộc G-Zaklin có mối hiềm khích sâu sắc với rồng nhưng nhờ sự đảm bảo của Nia, mọi thứ được tạm thời được giải quyết ổn thỏa. Tại đây nhóm của Loi được thủ lĩnh G-Zaklin mời tham gia một bữa tiệc bùn. Nia đã kể lại cho Loi nghe về những gì đã chứng kiến ngay khi tỉnh dậy ở đây. Những con rồng đã cố chiếm dụng bùn nơi chôn cất tổ tiên của G-Zaklin, chúng muốn ăn chúng để gia tăng sức mạnh. Và lúc đó Nia đã gặp được Kai đang ra sức đánh đuổi lũ rồng và bảo vệ tộc G-Zaklin nhưng Nia chưa kịp nói chuyện với Kai thì cậu đã đuổi theo lũ rồng và đi mất. Lũ rồng càng ăn bùn ở khu vực đó càng nhiều thì sinh lực của G-Zaklin càng suy yếu. Điều này dẫn đến không ít G-Zaklin bắt đầu bị vỡ vụn. Và cuối cùng Nia cũng đã tái ngộ với Kai, cả hai đã nghĩ ra kế hoạch để chiến đấu bảo vệ G-Zaklin trong cuộc chiến với rồng. Kai đã bị đánh bay và mất tích, Nia thì kích hoạt chế độ tự động lái của Bounty để nó tự trở về tu viện để hy vọng có được chi viện. Đó là lý do Loi đã nhìn thấy chiếc Bounty quay về trước đó. Và thật đáng buồn khi Nia đã cố gắng tìm kiếm Kai mọi nơi nhưng đều vô vọng. Họ vô cùng buồn bã không dám tin rằng Kai có thể đã ra đi, nhưng trong lúc này thì ra Kai vẫn đang an toàn nhưng có vẻ như anh đang rất đói và tìm mọi cách trở về làng G-Zaklin. Ngay khi anh trở về được làng thì một việc khiến anh vô cùng lo lắng, lũ rồng lúc này đã trở lại và đang âm thầm chiếm lấy dụng bùn thiên của tộc G-Zaklin. Chúng đang ngủ say, Kai muốn băng qua chúng để trở về làng. Nhưng vì một sai lầm nhỏ Kai đã thức tỉnh lũ rồng hung hăng, trong lúc Loi và Nia cùng trò chuyện, thì tất cả mọi người dường như nghe được tiếng của Kai kêu cứu. Đó không phải là tưởng tượng, Kai thật sự còn sống. Mọi người nhanh chóng đến chỗ của Kai và lũ rồng. Nia lao vào đánh trả lũ rồng đang kéo đến, nhóm Loi và Kai cũng không chần chờ mà vào cuộc. Lúc này Soja nhờ năng lượng của Jizu thành công nâng cấp cỗ máy của mình. Họ phối hợp với nhau thật sự vô cùng ăn ý nhưng dường như lũ rồng đang ngày càng mạnh, nhóm của Loi thất thủ, nhìn thấy đồng đội gặp nguy. Jizu đã ra sức ngăn chặn lũ rồng đất xấu xa, bảo vệ bạn bè của mình và phục hồi tinh lực cho toàn bộ tộc G-Zaklin. Jizu vậy mà trở thành con rồng anh hùng và được chăm sóc đặc biệt bởi tộc G-Zaklin một cách bất ngờ. Sau khi thành công đánh đuổi lũ rồng đất bảo vệ cả làng G-Zaklin, nhóm của Loi đã nhanh chóng đưa Jizu đang còn yếu trở về Ninjago. Trong lúc mọi người đang nói chuyện về những người mới thì Bounty đã đến thành phố mây đầy thư giãn, nhưng thoải mái chưa lâu thì dường như cả thành phố bắt đầu rung chuyển. Nóc nhà đột nhiên rơi xuống cả nhóm nhanh chóng cứu những nạn nhân bị rơi ra. Thì ra là một con quái vật đã khiến cả thành phố bị động đất. Trong lúc này có một vài con rồng bay tới đánh trả con quái vật nhưng có vẻ như không thành công. Cả nhóm Loi quyết định vào cuộc cứu người. Loi, Kai và mọi người nhanh chóng sơ tán người dân nhưng con quái vật thật sự rất mạnh. Soja và Azin bị nó tóm lấy, mọi chuyện trở nên rất tệ. Loi đang ra sức đóng động đất lại. Nhưng Nia lúc này đã nảy ra một ý tưởng là hãy đóng động đất mà thay vào đó đẩy con quái vật trở về nơi của nó. Kế hoạch này rõ ràng có tác dụng, con quái vật loạn trọng buộc phải buông Soja và Azin ra. Cả hai rơi tự do gần như sẽ tan nát nếu như rơi với tốc độ này mà tiếp đất, nhưng đột nhiên có người của thành phố mây. Cô ấy là một nguyên tố gió đã thành công giải cứu Soja và Azin. Trở lại chỗ con quái vật, lúc này Nia và Kai ra sức phối hợp đẩy nó vào chỗ động đất. Còn Loi thì kịp lúc đóng động đất lại nhốt nó vào trong. Tại đây nhóm ninja gặp được vị bậc thầy của thành phố mây tên là Suthonius.
Những người tại Vương quốc Mây luôn tin vào những gì họ viết ra như một lời tiên tri sẽ xảy ra, và nếu không xảy ra thì họ lờ đi. Lúc này Nia phát hiện một chi tiết rất thú vị, có lẽ những thông tin về cách ngăn động đất sẽ có ở kho lưu trữ của ông Suetonius. Đó rõ ràng là một ý tưởng thông minh. Suetonius tỏ ra khá rộng lượng và cho phép nhóm ninja đến thư viện dưới sự dẫn đường của Marcus. Một tu sĩ Mây, Loi, Nia và Kai đã vào trong thư viện để lại Soja, Azin ở ngoài. Soja bắt đầu cảm thấy chán nản về những yếu kém của bản thân. Cô cho rằng mình không xứng đáng để trở thành một ninja thực thụ. Trong lúc Azin cố an ủi Soja thì họ nhận ra cô gái có sức mạnh nguyên tố gió đang đi đâu đó. Ngay lập tức cả hai đuổi theo mà không nhận ra rằng con quái vật vẫn còn lảng vảng ở đâu đó. Bên phía Loi, khi mọi người bước vào thư viện thì họ chỉ cần đưa ra câu hỏi và bên trong thư viện sẽ có sẵn một đội ngũ thay họ tìm kiếm câu trả lời. Thử nghiệm với yêu cầu tìm kiếm thông tin về Loi thật hay ho khi tất cả những gì được tìm thấy là những thứ ai cũng biết về anh. Ngoài ra còn có một sở thích thú vị của Loi, đó là thích ăn dỉ mũi. Một sự thật khá hài hước sẽ là chủ đề bàn tán về sau của nhóm ninja. Nia không để mất thêm thời gian vào mấy trò tấu hài, nhanh chóng đặt câu hỏi về cách ngăn chặn động đất, đội ngũ tìm kiếm nhanh chóng vào việc. Lúc này Azin và Soja cũng đã đuổi kịp cô gái kỳ lạ kia, họ bắt đầu tò mò về sức mạnh nguyên tố gió của cô ấy, nhưng rõ ràng cô không muốn thừa nhận. Trái lại còn đinh ninh rằng người của thành phố Mây thì không một ai có thể là nguyên tố cả. Cô ấy không muốn ai biết về điều này bởi nó có thể khiến cô bị trục xuất khỏi thành phố và sẽ mất tất cả. Họ không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi bởi một kẻ xấu xa. Chuyển cảnh đến chỗ thư viện, đội ngũ tìm kiếm thông tin nhanh chóng tìm được đáp án cho câu hỏi của Nia. Ngay khi nó sắp nói ra cách để ngăn cản động đất mãi mãi thì đột nhiên nó bắt đầu biến đổi và liên tục nhả tơ. Bên ngoài, con quái vật lúc này bất ngờ trồi ra khỏi mặt đất. Azin liên lạc với nhóm ninja nhưng không được, đành đích thân đến thư viện tìm kiếm. Nhưng lúc này tất cả những gì cậu nhìn thấy là mấy cái kén treo lơ lửng. Con quái vật bên ngoài thì cứ thế hoành hành, còn lão Suetonius thì vẫn cố chấp yêu cầu những tu sĩ viết lời tiên tri mà không hề nghĩ đến việc chiến đấu. Nữ tu sĩ có sức mạnh dưới tình thế này cũng bắt đầu có chút phân vân. Soja thì rất muốn trở lại chiến đấu nhưng rõ ràng cô không kiểm soát nổi năng lượng nguyên tố. Con quái vật bất ngờ tấn công Soja nhưng nữ tu sĩ kia đã kịp thời cứu cô một mạng. Nữ tu sĩ cho rằng đã đến lúc tự tạo ra định mệnh thay vì cứ viết những lời tiên tri vô nghĩa. Cô gái ấy tên là Euphorzacia, cô ấy vô cùng dũng cảm, một mình tiến lên chống lại con quái vật để cứu mọi người. Nhưng con quái vật thứ hai cũng đã trồi ra khỏi động đất, bọn chúng trở nên mạnh hơn và nhanh chóng tóm lấy Euphorzacia. Nữ tu sĩ rơi vào nguy hiểm, nhưng đúng lúc này Soja cũng dường như đã dần kiểm soát được năng lượng. Cô lao đến giải cứu nữ tu sĩ. Cùng lúc này Azin và nhóm ninja cũng đã trở lại, họ cùng nhau hợp lực chống lại lũ quái vật gớm ghiếc. Cả nhóm đã thành công đánh bại quái vật và đóng động đất lại. Euphorzacia quyết định không chối bỏ khả năng của mình nữa, cô thừa nhận mình là một người nắm giữ sức mạnh nguyên tố gió mới. Cứ nghĩ rằng việc này sẽ bị Vương quốc Mây chối bỏ, nhưng thật không ngờ họ đã tiếp nhận cô như một vị anh hùng đã cứu cả Vương quốc. Và có vẻ như mấy con sâu trong thư viện đã bị nguyền rủa bởi ai đó, nhưng điều này vẫn tồn tại như một ẩn số chưa có lời giải đáp. Nia đã quyết định ở lại đây tiếp tục tìm kiếm sự thật. Còn nhóm của Loi thì quay về Ninjago mà không có Nia, chuyển cảnh đến chỗ tên phản diện, hắn ta đã theo lệnh của chúa Tể Giác, bắt đi lũ rồng ở Vương quốc Mây với mục đích đen tối nào đó, có vẻ như vụ việc của mấy con sâu trong thư viện cũng là một phần trong âm mưu của chúng. Lúc này tên thuộc hạ của chúa Tể Giác đưa lũ rồng về căn cứ của bọn chúng, thế nhưng đó cũng có thể trở thành vấn đề lớn với bọn này vì lũ rồng rõ ràng không chịu để yên. Nhóm của Loi cũng đến để giải cứu lũ rồng khỏi mưu đồ xấu xa của những kẻ kia. Tuy nhiên họ sơ ý đã để tên kia có cơ hội tung ra thứ vũ khí tấn công mới. Một con sói lớn vô cùng dũng mãnh tấn công nhóm ninja. Con thú này là pho tác, một loại thú công nghệ từ ánh sáng cứng, được vũ khí hóa do kỹ thuật số tạo ra, cũng đồng nghĩa nó có thể tự động phục hồi khi bị tấn công. Quay trở lại lúc Soja ở Imperium, chính cô ấy là người đã phát minh ra đó, nhưng rõ ràng tại đây họ không cho cô có cơ hội phát minh ra những thứ nằm ngoài giáo án. Tất cả ở đây đều được làm theo chỉ định của nữ hoàng và không có chỗ cho sự sáng tạo. Và tất cả những gì mà Soja theo đuổi chính là có thể phát triển bản thân từ những sáng kiến hữu ích của mình. Cuối cùng pho tác đời thứ hai của Soja cũng đã lên một tầm cao mới, vô cùng thành công vượt ngoài mong đợi của bản thân cô. Thế nhưng cuối cùng sáng tạo của Soja cũng được công nhận. Trở về hiện tại, rõ ràng con thú hung hăng kia đang gây khó khăn cho mọi người bởi vì pho tác là thứ không thể nào dễ dàng đánh bại được, nên dù đã cố gắng, nhưng nhóm ninja cũng đành trơ mắt nhìn tên kia đưa lũ rồng đi mà không thể làm được gì. Trở lại dòng ký ức của Soja, nhờ sáng kiến táo bạo của mình, cô đã được tiến sĩ Leizo mời về làm việc tại phòng thí nghiệm của bà ta. Soja dường như rất buồn bã về điều đó. Cô lặng lẽ về phòng và rồi một mình đến Imperium. Azin không để cho cô phải mạo hiểm một mình và Jizu cũng vậy. Họ quyết định thuyết phục Loi và những ninja khác để có thể đến Imperium. Một lần nữa nhớ lại những gì đã xảy ra với Soja ở phòng thí nghiệm, cô đã có những bắt đầu tuyệt vời ở đây, nhưng Soja nhanh chóng nhận ra âm mưu của tiến sĩ Leizo. Bà ta bất chấp sự đau đớn của con vật trong phòng thí nghiệm chỉ để cường hóa pho tác và sử dụng nó trong mục đích xấu xa. Điều này đã đánh đổ hoàn toàn sự tôn vinh mà Soja dành cho vị nữ hoàng đáng kính. Sau khi chống lại những thứ xấu xa đó, Soja trở nên bị cô lập bởi chính gia đình và bạn bè của mình. Ở đây cô phải trải qua quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời mình, và dĩ nhiên việc trở lại đó đã khơi lại nỗi đau trong cô. Sau khi cùng nhau ngồi lại bàn bạc phương án an toàn để đột nhập vào Imperium với hệ thống an ninh nghiêm ngặt,
họ phát hiện ra một lỗ hổng trong hệ thống an ninh, đường cống thoát nước là nơi không có sự kiểm tra. Và là một ý kiến hay nếu như Lloyd, Azin và Soja đột nhập vào bằng con đường đó. Sau khi thành công qua mặt hệ thống an ninh, họ đã đột nhập vào bên trong và kế hoạch là trực tiếp phá hủy công trình nghiên cứu của chính Soja, phá hủy Fortac. Bọn họ vào phòng an ninh dùng tên giả để làm thẻ thông hành. Lúc này Lloyd vô cùng ngạc nhiên là Soja lại dùng tên thật của mình, nhưng có vẻ như Lloyd chưa được biết về cái tên Soja. Thực tế đây không phải là tên thật của cô. Soja yêu cầu cả nhóm cải trang thành dân Imperium xịn để qua mặt đám lính gác ở đây. Tuy rằng có một vài diễn biến thoát tim, nhưng có vẻ như tên lính canh chỉ là đang đóng vai một vị giám thị nghiêm khắc yêu cầu học sinh đồng phục chỉnh tề mà thôi. Nhưng vấn đề cũng bắt đầu từ đây, tên lính canh quyết định thi hành hình thức phạt tệ nhất ở Imperium lên người cả ba. Đó là áp giải họ đến nền tảng bêu xấu công cộng. Bọn chúng sẽ trực tiếp phát hình ảnh của cả ba cho toàn thành phố xem, kể cả những người quen của Soja. Đồng nghĩa với việc họ sẽ bị bại lộ, lúc này Jizu đang ẩn nấp trong ba lô bất ngờ lao ra tấn công tên lính canh, tạo tình huống hỗn loạn. Azin và Lloyd chịu trách nhiệm xử lý đám lộn xộn này. Còn việc của Soja chính là tiêu diệt Fortac như kế hoạch đã định, lúc này ký ức lại ùa về. Sau một chấn động bất ngờ lúc đó đã đưa Soja ra khỏi Imperium, ở hiện tại Soja cũng đã đến được chỗ của Fortac, nhưng thật không may cô đã phải chạm trán với tiến sĩ Laser. Chuyển cảnh đến một quảng cáo do Zapton thực hiện nhằm quảng bá cho Claw of Imperium phát trên một trong những màn hình TV của thành phố. Khi Azin và Jizu chạy trốn khỏi đội cận vệ Imperium và máy bay không người lái, Azin có thể giật một chiếc ván trượt và sử dụng móc mỏ neo của mình để di chuyển xung quanh. Một trong những chiếc máy bay không người lái đã va vào ván trượt và tóm lấy Azin. Jizu giữ chặt Azin khi cả hai được máy bay không người lái bay vòng quanh, Azin có thể thoát ra được, khiến anh và Jizu rơi vào thùng rác gần đó. Anh quyết định ở lại và đợi cho đến khi lính canh ngừng tìm kiếm. Một nhóm công dân Imperium trẻ tuổi đến khu vực này để bắt đầu lau cửa sổ của một tòa nhà gần đó. Như nơi mà họ đang đứng bắt đầu vỡ vụn, Azin nhảy vào, dùng móc mỏ neo của mình để đưa mọi người trở lại mặt đất an toàn. Cả nhóm bị ấn tượng bởi kỹ năng của Azin, họ tự giới thiệu mình là lực lượng bảo vệ thanh thiếu niên Imperium, những người luôn cố gắng tuân theo luật pháp, người lãnh đạo, Percival. Muốn Azin tham gia và anh ấy ngập ngừng đồng ý. Lloyd bị tấn công bởi tù nhân được thả ra, cô tự xưng là Wildfire. Khi cô ném những quả cầu lửa vào anh ta, Lloyd tự hỏi làm thế nào cô có thể làm được điều đó vì Kai là bậc thầy về lửa, do anh ta mặc trang phục Imperium. Wildfire tin rằng Lloyd là kẻ thù và có liên quan đến việc bắt giữ gia đình cô. Lloyd cố gắng lý luận với Wildfire nhưng vô ích. Tất cả sự náo động khiến một số vệ sĩ của Imperium xuất hiện. Khi họ bắt đầu bắn vào Wildfire, Lloyd đã đẩy cô ấy ra khỏi đường đi. Wildfire ngạc nhiên vì anh đã cứu cô, khiến cô mất cảnh giác. Cô quyết định hợp tác với Lloyd để chống lại lính canh, trở lại phòng thí nghiệm hệ thống nâng cao. Soja phải đối mặt với thần tượng cũ của mình, tiến sĩ Laser. Bác sĩ tiết lộ rằng cô ấy đã đọc các báo cáo mà Claw of Imperium đưa cho cô ấy, biết về việc cô ấy gia nhập lực lượng với Lloyd. Cô ấy biết rằng Soja sẽ quay lại lấy Fortac, tiết lộ rằng hàng chục thiết bị trùng lập đã được tạo ra. Tuy nhiên, những kẻ phản diện không chắc chắn về cách kích hoạt chúng, đó là lúc Soja xuất hiện. Ban đầu Soja từ chối, nhưng tiến sĩ Laser đã đoán trước được điều đó, đưa ra một yếu tố khác, con rồng của Soja, người bị giày vò bởi phép thuật của Zojama. Soja ăn năn và làm việc trên Fortac, khiến nó hoạt động chỉ sau vài giây. Tiến sĩ Laser ngạc nhiên và sửa chữa để kiểm tra, chỉ để Soja tự kích hoạt nó bằng điều khiển từ xa. Cô đã lập trình cho Fortac để tạo ra ánh sáng chói mắt, giúp cô có đủ thời gian để đưa người bạn rồng của mình trốn thoát. Trở lại Vương quốc Mây, Nia đang tiếp tục nghiên cứu cách ngăn chặn Earthquake. Sucker John Wong cố gắng giúp đỡ nhưng Nia cho rằng nó vẫn bị nguyền rủa và từ chối. Cuối cùng cô ấy lại tìm thấy thứ khác bằng cách gắn một mảnh giấy mờ màu xanh lam vào một cuộn bản đồ. Nia tìm thấy vị trí của một ngôi đền kỳ lạ mà cô chưa từng thấy trước đây. Trên đường phố của Imperium, Azin đang tiếp tục dạy các thiếu niên Imperium những bước di chuyển của mình. Dù vụng về nhưng cả nhóm vẫn cho rằng trông nó rất ngầu. Azin thích bầu bạn với họ. Liên quan đến mong muốn giúp đỡ người khác của họ, lực lượng bảo vệ thanh thiếu niên Imperium tuyên bố rằng cuối cùng họ sẽ gia nhập lực lượng lớn nhất của Imperium mãi mãi, Claw of Imperium, săn rồng để giúp xã hội của họ phát triển cũng như bảo vệ họ khỏi lũ quái thú. Azin phản đối điều này, nói rõ họ tra tấn rồng đến mức nào, giống như những người đế quốc khác. Percival và những người khác coi rồng là những con thú vô tâm và không có cảm giác bị tổn thương, vui vẻ tuyên bố rằng họ sẽ giao nộp rồng nếu nhìn thấy một con và nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Jizu, người vẫn còn ở trong thùng rác, ngã xuống vì sốc và gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của họ. Azin cố gắng đánh lạc hướng nhóm nhưng họ vẫn muốn kiểm tra tiếng ồn. Lloyd và Wildfire xông qua cơ sở, cuối cùng đến phòng giam rồng. Wildfire cảm nhận được một trong số chúng và Lloyd sử dụng sức mạnh năng lượng của mình để phá khóa bảo mật và mở phòng giam. Con rồng ban đầu có thái độ thù địch, nhưng khi nhìn thấy Wildfire, nó dịu lại và da chuyển từ màu cam sang đỏ. Wildfire đoàn tụ với Earthway, con rồng đã nuôi dưỡng cô ở Wilderness trong nhiều năm. Soja và rồng Soja tiếp tục cố gắng tìm lối thoát. Đã đi xa nhiều năm, Soja không thể nhớ lại bản đồ chính xác của cơ sở. Cuối cùng họ đến một cơ sở lưu trữ, nơi họ phải đối mặt với Zapton, nhiều thợ săn móng vuốt hơn và một số máy bay không người lái. Soja quyết định lừa gạt, tuyên bố rằng cô ấy sẽ sử dụng sức mạnh của mình để tấn công họ. Zapton gọi đó là trò lừa bịp, bảo cô ấy cải tổ một trong những máy bay không người lái,
Sora phải cố gắng sử dụng sức mạnh công nghệ của mình mà không có tia lửa từ Jizu. Chạm sâu vào bên trong bản thân và ghi nhớ những lời của Lloyd về sức mạnh thực sự ở bên trong cô ấy có thể chạm vào nó trong thời gian ngắn. Nhưng không thể điều khiển hoàn toàn máy bay không người lái, Sora không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu, nhưng không thể giải quyết được số lượng lính canh. Con rồng Sora được bắt lại và đưa về phòng thí nghiệm hệ thống nâng cao, những kẻ phản diện lặp lại thỏa thuận ban đầu của họ với Sora, nhưng với một bước ngoặt mới với sự tham gia của Lozat. Họ sẽ không ngừng hút cạn con rồng cho đến khi Sora kích hoạt pho tác một cách hợp pháp. Trong khi điều này đang xảy ra, Lloyd quyết định giải phóng tất cả những con rồng cùng một lúc, khiến Wi-Fi ở rất phấn khích, mọi con rồng bị bắt đều được giải thoát, bắt đầu một cuộc bạo loạn trong tù. Trở lại với Azin, anh ấy không thể đánh lạc hướng cả nhóm và họ đã tìm thấy Jizu. Sora hoàn thành công việc của mình, kích hoạt hoàn toàn một trong các bản sao pho tác. Những kẻ phản diện sẽ lặp lại quá trình này đối với các pho tác khác, trong đó Lozat tuyên bố rằng Imperium sẽ không thể ngăn cản được nỗi kinh hoàng của Sora. Để giải cứu những con rồng bị giam cầm ra khỏi Imperium, Ninja sẽ cần phải làm việc chăm chỉ, suy nghĩ nhanh chóng và tìm ra một lối thoát lớn. Trừ khi pho tác đến đó trước, đoạn hồi tưởng của Wi-Fi ở cho thấy thời thơ ấu của cô được Hurtway nuôi dưỡng cho đến khi Zermurt cho phép The Imperium bắt được con rồng. Ở hiện tại, Wi-Fi ở và Lloyd giải phóng Hurtway và những con rồng khác, đồng thời đối đầu với thợ săn rồng và pho tác của Sora. Lloyd tóm lấy Azin và Sora trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm để tìm kiếm Jizu. Với sự hỗ trợ từ con rồng, cô ấy có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố của mình để tắt pho tác. Nhưng Jizu đã bị bắt cóc. Trở lại tu viện, Kai, người gần đây đã đóng lại vết nứt do mớt quách gây ra đang chơi lava zombie cho đến khi mất điện và thang máy mở ra. Bước vào đó, cánh cửa đột ngột đóng lại và thang máy đi xuống với tốc độ chóng mặt khiến Kai bay lên trần cho đến khi hạ cánh trở lại mặt đất khi thang máy dừng lại. Khi nó mở ra, Kai phát hiện ra rằng thay vì khoang chứa máy bay, anh đang ở lối vào trước khi một hồn ma bắt đầu dẫn anh vào trong. Khi đi qua tòa nhà dưới lòng đất, Kai tình cờ gặp Nia, người nhẽ ra vẫn còn ở Vương quốc Mây. Đây là hình ảnh nhiều năm trước, cậu bé Lloyd đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của chú mình. WU, giữa cơn giông bão, mục đích là để phá vỡ những con lắc đang đung đưa mà người kia đang nắm giữ trong khi tìm cách điều chỉnh sự hỗn loạn. Và để làm được điều đó, anh ta phải tìm thấy sự bình tĩnh trong nội tâm mình, điều mà sau nhiều nỗ lực, Lloyd đã thành công. Ở thời điểm hiện tại, Lloyd, Wi-Fi ở và những con rồng vẫn đang chiến đấu với pho tác của Claw of Imperium để câu giờ cho Azin và Sora tìm Jizu. Người cuối cùng đã bị Percival bắt giữ và hiện đang được chuyển đến cung điện. Trong khi đó, ở tòa nhà dưới lòng đất, Kai và Nia cứ băn khoăn không biết làm thế nào mà họ lại ở bên dưới tu viện và Vương quốc Mây. Họ đã đi theo thứ trông giống như một con ma và đi qua một cánh cổng mà họ tin rằng đó là cánh cổng dẫn đến một tu viện kỳ lạ. Cho đến khi họ nghe thấy bóng ma một lần nữa và đi theo âm thanh đến một viên nang kỳ lạ, trở lại Imperium. Lloyd không nhận được lời khen nào từ Wi-Fi ở vì đã cứu cô khỏi một cuộc tấn công trước, khi hỏi Azin và Sora, những người đang sử dụng mạng giám sát của thành phố, xem họ có tìm thấy Jizu hay không, nhưng Percival đã tìm đường đến cung điện, nơi anh gặp Beatrix, chúc mừng cậu bé. Beatrix nói với Zat về việc trước đó, mặc dù Zat nói rằng Ninja đã khiến việc bắt rồng con trở nên khó khăn. Percival đã đưa Jizu vào trên chiếc ván trượt đồ chơi của mình trước khi ra lệnh cho anh ta triệu tập tiến sĩ Lazo. Khi Zat phản đối, Beatrix khiển trách anh một cách tàn nhẫn, từ chối nhận lệnh từ cấp dưới của cô, hoặc thậm chí anh, một người ngoại quốc, trước khi buộc anh phải tuân theo mệnh lệnh, trở lại tu viện dưới lòng đất. Khi Kai và Nia đang suy ngẫm về viên nang, họ nghe thấy hồn ma nói nó phải trỗi dậy, điều này khiến họ tin rằng giọng nói đó là của WU. Nhưng tin rằng đó là một trò lừa trước khi tuân theo và bắt đầu làm việc với viên nang, hướng đến cung điện. Azin và Sora, sau khi đánh lừa một số lính canh tin rằng họ đang chạy trốn khỏi những kẻ xấu tính, lẻn vào và tìm Jizu. Nhưng không thể tiếp cận anh ta, do Zat và tiến sĩ Lazo đang ở trong cung điện cũng vậy, chuyển thông tin cho chủ nhân của họ. Lloyd, nhớ lại bài học của WU về việc tìm kiếm sự bình tĩnh trong nội tâm, ra lệnh cho Wi-Fi ở tiến đến cung điện và tạo ra một cuộc đánh lạc hướng cùng với những con rồng. Trở lại tu viện dưới lòng đất, sau sự điều chỉnh của Nia và những cú đá liên tục từ Kai, viên nang mở ra, để lộ Johnny, người đã ngừng hoạt động kể từ khi Zermurt và không nhớ gì sau đó. Trước khi trả lời cuộc gọi trên bảng điều khiển của tu viện rằng Lloyd sẽ cần sự giúp đỡ của họ, anh ta ngay lập tức chuẩn bị xây dựng tu viện ngay bên dưới Imperium. Sự trỗi dậy của tu viện làm rung chuyển thành phố khi Azin và Sora cố gắng sử dụng sự phân tâm để tiếp cận Jizu, nhưng trợ lý của tiến sĩ Lazo, Chozana đã bắt được họ và phá hủy thiết bị liên lạc của họ để họ không thể liên lạc với Lloyd. Bên ngoài, sự rung chuyển tiếp tục diễn ra trước khi một công trình kiến trúc xuyên qua mặt đất và trồi lên, cánh cửa nhanh chóng mở ra và Kai, Johnny và Nia lao ra tuyên bố Ninja không bao giờ bỏ cuộc. Tiến sĩ Lazo và Chozana đã bắt giữ Azin và Sora. Tiến sĩ Lazo bày tỏ sự thất vọng đối với Sora, gọi cô bằng tên thật. Azin cố gắng sửa tên Sora cho cô ấy nhưng tiến sĩ Lazo giải thích rằng Sora ban đầu là rồng, trong khi tên thật của Sora là Anna. Tiến sĩ Lazo truyền đạt cho Sora rằng họ có điểm chung trong việc sử dụng rồng làm nguồn sức mạnh, qua đó làm nổi bật những điểm tương đồng của họ. Sora bác bỏ điều này, nói rằng tiến sĩ Lazo lạm dụng rồng, trong khi Jizu sẵn sàng chia sẻ sức mạnh của mình. Tiến sĩ Lazo sau đó cho Azin và Sora xem trận chiến bên ngoài và định bắt họ chứng kiến bạn bè của họ bỏ mạng. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển và tu viện Imperium nhô lên khỏi mặt đất, cho thấy các ninja khác coi việc này là một dấu hiệu của hy vọng.
Soja và Azin đã chiến đấu với tiến sĩ Lazo và Chozana. Lloyd đoàn tụ với bạn bè và hỏi làm thế nào họ đến được nơi này, nhưng họ không có rõ. Beatrix đến và ra lệnh cho quân đội của mình chiến đấu. Lloyd kể cho ba ninja nghe về trận chiến và Wildfire, người sau này Kai phàn nàn vì nghĩ sức mạnh của cô ấy giống của anh ấy. Khi cuộc chiến tiếp tục, Azin và Soja đánh nhau nhưng Lazo bỏ cuộc khá dễ dàng, ghét sự tàn bạo về thể chất. Chozana tiếp tục tấn công Soja và giải thích động cơ của cô ấy, cũng như bày tỏ sự thất vọng đối với cô ấy từ khi còn nhỏ, giúp Lazo có thời gian để trốn thoát. Trận chiến tiếp tục và Wildfire tạo ra một bức tường lửa. Kai phàn nàn với Lloyd về điều này và Zani tạo ra một bức tường băng. Zani nói với họ rằng họ cần phải rút lui vào tu viện Imperium để giành chiến thắng. Wildfire không đồng ý nhưng bị lung lay khi nhận ra rằng điều đó sẽ giúp Azin và Soja câu thêm thời gian. Cô ấy khiến lũ rồng rút lui và chúng trốn khỏi cửa lò. Lazo xuất hiện trong trận chiến để nói với Zat rằng các tù nhân đã trốn thoát. Điều này khiến Zat tức giận và anh ta ngay lập tức đi vào cung điện. Chozana vẫn tấn công nhưng Soja và Azin đã lừa cô cởi còng cho họ trước khi Zat xuất hiện trước mặt họ, tạo cơ hội cho Chozana chạy trốn. Bên ngoài, cửa lò tiếp tục tấn công tu viện khi Nia nhận thấy cánh cổng dẫn họ đến nó. Zani nói với họ rằng họ sẽ cần một nguồn năng lượng cho cánh cổng để lấy tất cả những con rồng. Lloyd kiểm tra các tấm sàn xem có lối đi bí mật nào không và anh ấy bị thương khi ngã xuống cầu thang. Soja và Azin đứng lên chống lại Zat và họ hạ gục anh ta nhưng bị Zat đánh bại ngay sau đó. Lloyd và Zani đến nơi họ tìm thấy nguồn điện. Lloyd và Zani phát hiện ra rằng cục pin thực chất là một con rồng và cố gắng giải phóng nó. Tuy nhiên, con rồng đã can thiệp và giải thích rằng việc Imperium giam cầm anh ta đã ngăn cản các vương quốc sụp đổ trong hỗn loạn. Con rồng cảnh báo rằng việc thả nó không đúng lúc sẽ dẫn đến sự hủy diệt của các vương quốc. Lloyd bối rối khi con rồng tiết lộ mình là sao chờ đời ra gần. Con rồng tiếp tục làm rõ rằng nhờ vào địa vị là sao chờ đờ ra gần, anh ta có thể dễ dàng xóa sổ một vương quốc như Imperium. Tuy nhiên, anh ta không thể làm như vậy do bị giam giữ. Hơn nữa, sao chờ đờ ra gần còn đưa ra lời đề nghị với Lloyd, trao cho anh ta một phần sức mạnh của mình để cung cấp năng lượng cho cánh cổng tại tu viện Imperium. Lloyd chấp nhận lời đề nghị và được cấp cho tầm nhìn về các biểu tượng của sao chờ đờ ra gần, cũng như tầm nhìn về ngôi mộ của nhiều ninja, Zat chế nhạo Azin và Soja. Nhưng tất cả chỉ là một trò lừa khi Soja bị đánh vào hệ thống cạnh lồng của Jizu. Giải thoát anh ta, được anh ta cho một tia lửa. Soja tháo rời các mảnh lồng của Jizu và ném chúng vào Zat để nhốt anh ta vào đó để tạo cơ hội cho cô. Azin và Jizu trốn thoát. Trong khi đó, tu viện đang bị tấn công và Lloyd tăng sức mạnh cho cánh cổng trước khi ngất xỉu. Zani bắt được anh ta và những con rồng đi qua cánh cổng. Cửa lò phá được cánh cổng nhưng Soja đến và vô hiệu hóa pho tác. Sau đó, ninja trốn thoát nhưng Zapton không bắt được họ và khiến Beatrix tức giận. Vài ngày sau, Lloyd tỉnh dậy trong phòng của mình và nói chuyện với Soja. Người nói với anh rằng mặc dù cô không hiểu sức mạnh của mình nhưng cô hiểu rằng mình có trách nhiệm sử dụng chúng và giải thích rằng rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi họ trốn thoát, bao gồm cả Wildfire, Hurtway và một số con rồng được giải thoát chọn ở lại với chúng. Nia, Kai và Zani đến để chúc mừng Lloyd đã vượt qua, nhưng sau đó anh nhận thấy Azin đang buồn bã. Anh đến để cổ vũ và Azin tiết lộ rằng anh đã cố gắng tìm một gia đình mới sau khi mất cha mẹ trong The Mert. Nhưng giờ đây khi Lloyd đã có hầu hết đồng đội trở lại, Azin cảm thấy mình không còn cần thiết nữa nhưng Lloyd đảm bảo với anh rằng ninja là gia đình mới của anh và luôn có chỗ để phát triển. Sau đó anh trả lại chiếc mũ trùm đầu cũ cho Azin. Trong khi trở lại Imperium, Beatrix gọi Zat, Zapton và hai cờ lo of Imperium. Zat thông báo cho Beatrix rằng nhiều đội săn rồng hơn đang được chuẩn bị, nhưng Beatrix bày tỏ sự không quan tâm đến rồng và nhất quyết yêu cầu tiêu diệt ninja. Zat cố gắng nhắc nhở cô về kế hoạch và tầm quan trọng của sức mạnh sao chờ đờ ra gần. Nhưng Beatrix không còn kiên nhẫn trước bất kỳ thất bại nào của Zat nữa. Theo lệnh của Beatrix, Zat bị Claw bắt và sau đó bị còng tay, trong khi Zapton tịch thu vũ khí của Zat. Khi Beatrix nhấn nút trên ngai vàng của mình, nó biến thành Imper Zmek khi cô tuyên bố rằng cô sẽ tự mình đối phó với ninja, trong lúc một nhóm người đang bàn luận về những thứ mà họ cho là tốt đẹp khi Imperium mang lại. Một người trong đó thậm chí còn cho rằng việc ninja không còn nữa cũng coi như là một điều đáng giá. Thế nhưng lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, lại bắt đầu có động đất xảy ra. Chiếc ô tô mà họ đang đi bắt đầu mất lái. Họ cố gắng thoát ra bên ngoài nhưng có một người đàn ông bị mắc kẹt lại đó và bị treo lơ lửng. Lúc này nhóm ninja từ đâu cưỡi rồng bay tới. Họ đã kịp thời cứu được những người bị nạn. Họ nhận ra các ninja lúc này đã thật sự trở lại và còn mạnh hơn trước. Sau khi họ trở về thì bắt đầu nói về những con rồng khó hiểu lựa chọn ở lại Imperium ngay cả khi cả nhóm đã giải cứu chúng. Lúc này Lloyd và cả nhóm muốn thuyết phục Wildfire ở cùng họ trở thành một ninja thực thụ. Nhưng cô nàng lại tỏ ra không mấy hứng thú về lời đề nghị này của Lloyd. Lloyd muốn thay sư phụ làm tốt trách nhiệm quán xuyến tu viện nhưng có vẻ như đó là một vấn đề khá nan giải với anh. Mọi việc trở nên quá tải khi mà có quá nhiều thứ cần phải giải quyết và mớ rắc rối mà Wildfire mang lại cho Kai trong khi anh ra sức huấn luyện cho cô cũng làm Lloyd đau đầu. Trong lúc cả nhóm đang náo loạn thì Zani phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết, đó là các cơn địa chấn xuất hiện ngày một nhiều hơn cũng như cường độ lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này có nghĩa là các cơn địa chấn này sớm muộn gì cũng sẽ tàn phá tất cả. Lúc này Nia nhớ ra những dữ liệu mình đã từng nghiên cứu ở thành phố Mây về sự hợp nhất được các tu sĩ ở đây tiên tri. Lẽ ra điều đó phải xảy ra nhưng lại bị một thế lực nào đó ngăn lại, đó chính là sức mạnh trong ngôi đền của lõi rồng.
và vấn đề của họ chính là tìm ra chính xác vị trí của ngôi đền này. Họ quyết định xuất phát ngay lập tức. Lúc này nữ hoàng Beatrix cũng đang lên tiếng trấn an và có phần đe dọa con dân của bà ta về sự việc những con rồng được nhóm Loi giải cứu. Nhưng rõ ràng một số người đã chứng kiến hoàn toàn sự việc đã diễn ra và những lời nói dối của nữ hoàng vốn dĩ không thể ngăn cản được sự nghi ngờ dấy lên trong họ. Trên thực tế chính nữ hoàng và tiến sĩ Lây Dâu cũng hiểu rõ họ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nguồn năng lượng. Nữ hoàng Beatrix cho rằng chính những ninja đã phá hoại kế hoạch cai trị cực đoan của bà ta. Lúc này tên Gờ Giáp cũng đang bám theo nhóm ninja để do thám nhất cử nhất động của họ. Nhóm Loi đang lần theo những dấu vết trên bản đồ để đến chỗ ngôi đền và rất nhanh chóng họ đã tìm ra được ngôi đền của những lõi rồng. Nhưng vấn đề là làm sao để vào được bên trong ngôi đền khi họ đã thử hết tất cả mọi cách vẫn không thể mở cửa ngôi đền. Nhưng thật bất ngờ ba người mới xoa ra, Azin và Wildfire đã tìm ra cách mở cánh cửa, chính là cùng gật ba cái cần cùng một lúc. Một ý tưởng thật thông minh và nó đã đúng trong trường hợp này. Nhưng khi vào trong họ lại mắc phải một sai lầm khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Kai và Wildfire đã vô tình chọc giận những linh hồn đang tá túc ở bên trong ngôi đền. Vậy mà Loi đã thành công ngăn cản những linh hồn nhờ ý tưởng sửa lại bàn thờ. Những linh hồn đã nhanh chóng hợp nhất lại và trở nên ôn tồn hơn rất nhiều. Ông ấy tỏ ra biết ơn vì nhóm Loi đã sắp xếp lại bàn thờ cho ông. Và từ ông ấy nhóm ninja đã biết được câu chuyện thú vị về ngôi đền. Họ biết được lõi rồng chính là mấu chốt để ngăn cản những cơn địa chấn tàn phá tất cả. Thế nhưng lõi rồng đang được giấu ở ba vị trí khác nhau, cần phải tìm ra chúng một cách sớm nhất và vị trí của những lõi rồng chỉ được tiết lộ khi người hậu duệ yêu cầu. Thật bất ngờ Loi là chính là người hậu duệ đó. Linh hồn của ngôi đền đã cho nhóm Loi biết vị trí của những lõi rồng. Họ nhanh chóng vào cuộc để tìm kiếm mà không hề hay biết tên Gờ Giáp cũng đang ở đây và chứng kiến toàn bộ những bí mật của ngôi đền. Thật không may khi những thông tin này lại rơi vào tay những kẻ phản diện, cả nhóm ninja quay trở về tu viện. Loi bắt đầu kế hoạch phân chia nhiệm vụ cho các thành viên để đi tìm vị trí lõi rồng. Nhận thấy những trăn trở về việc cần phải sắp xếp lại mọi thứ của Loi, Soja đã giới thiệu cho anh một bậc thầy về sắp xếp, đó là ông Bờ Hitki, và ông ta đã trở thành người quản gia của tu viện, chuyển cảnh tới chỗ nữ hoàng Beatrix. Bà ta nhanh chóng nhận được thông tin về ba lõi rồng và dĩ nhiên bà ta sẽ không để yên cho nhóm ninja rồi. Cùng lúc này, chúa tể Giác đang vô cùng khó khăn khi bị người của nữ hoàng giam giữ. Lúc này nữ hoàng Beatrix bắt đầu thực hiện kế hoạch đen tối. Họ muốn ngăn cản nhóm ninja lấy được ba lõi rồng và tiêu diệt toàn bộ các ninja. Cả nhóm ninja thì quyết định chia ra ba nhóm để hành động. Sora và Nia cùng với Jizu làm một đội, Azin và Loi là đội thứ hai. Và cuối cùng là cặp đôi Khắc Khẩu Kai và Wildfire, còn Jani thì ở lại tu viện để đối phó với các cơn địa chấn có thể xảy ra. Trên đường đi tìm lõi rồng, Azin đã thành công thức tỉnh năng lượng Spin Jizu, mặc dù mấy cái đĩa ăn cuối cùng đều vỡ hết và động cơ cánh buồm của con tàu Bounty cũng gặp sự cố. Nhưng tin tốt là Azin thật sự đã thành công, con tàu Bounty đột nhiên mất lái và đâm sầm xuống. Loi và Azin ra sức nỗ lực hạ cánh xuống biển an toàn, thay vì bay trên không thì bây giờ họ sẽ đi trên biển. Họ đã đến vùng biển đỏ hòa trộn với vùng biển của Ninjago, nơi đã xảy ra sự hợp nhất của mơ. Cùng lúc này họ bắt đầu có một cuộc đối địch với vương quốc kỳ lạ trên biển. Một con quái vật cua đang nhận lệnh của một tên trên vương quốc này tấn công và định nhấn chìm tất cả. Nhưng rất may Loi và Azin đã thành công tẩu thoát, nhưng con tàu lại bị hư hại nặng nề. Sau đó con tàu trôi giạt đến chỗ một số người dân cũng đang trôi giạt. Vương quốc trên biển lúc này đã từng là nhà của bọn họ. Cho đến khi bọn Malok xuất hiện và chiếm lấy nhà của họ, nhóm người dân này nói rằng có thể sửa được động cơ con tàu Bounty nhưng chỉ có thể làm điều đó khi ở vương quốc trên biển, nơi có nhà xưởng của họ. Lúc này nhóm Loi quyết định giúp họ chống lại lũ Malok sau khi có một cuộc luyện tập thật sự hữu ích. Tất cả thẳng tiến trở về vương quốc trên biển để thực hiện kế hoạch. Bằng những chiến thuật thông minh họ đã tiêu diệt được vài tên lính. Nhưng thật không may tên cầm đầu đã điều khiển con cua ra để đánh trả. Tất cả bọn họ lao vào chiến đấu một cách dũng cảm. Loi đã tìm thấy kẻ cầm đầu và mấu chốt là lấy cái vòng đầu mà hắn dùng để điều khiển con cua. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như vậy. Loi luôn bị chặn lại bởi những mánh khóe của hắn ta. Lúc này Loi đã giúp tên cầm đầu thoát khỏi cái vòng đầu và sự thật là con cua mới là kẻ đã điều khiển tâm trí nhóm đại dương. Tất cả mọi người ở đây bắt đầu hợp sức để chống lại con quái vật cua. Lúc này Azin nảy ra một ý tưởng là chọc giận con quái vật cua để phân tán sự chú ý của nó. Loi thành công đánh vỡ chiếc răng đã đem lại sức mạnh cho nó. Họ đã thắng trong cuộc chiến này. Người dân và nhóm đại dương rất biết ơn sự giúp đỡ của Loi và Azin. Họ đã sửa lại con tàu một cách miễn phí. Ngoài ra còn vô cùng chào đón họ ở lại đây. Nhưng dĩ nhiên là Loi và Azin phải từ chối vì họ còn nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Nhóm ninja đành phải từ giã vương quốc trên biển để tiếp tục cuộc hành trình. Chuyển cảnh đến chỗ của Kai và Wildfire. Dường như họ đang chật vật thoát khỏi một mớ rắc rối nào đó. Wildfire và Kai bị nhốt trong một bức tường trừng phạt của một bộ tộc xương. Họ đã buộc tội cả hai là đã đánh cắp những viên ngọc của họ. Ngay khi họ suýt bị nghiền nát bởi những bức tường trừng phạt thì bằng kỹ năng ninja họ nhảy qua những cái gai lớn và thoát ra ngoài, nhưng dường như người của bộ tộc xương không hề muốn buông tha cho họ. Trở về chỗ của Jani, cậu cũng đang tìm kiếm thông tin về lý giải của vấn đề hợp nhất. Jani bắt đầu cải trang và theo chân người quản gia Bờ Do Hitki đến Cửa Giót Sâu để tìm cuộn Wildcordium mới. Bên chỗ Kai và Wildfire thì càng rắc rối hơn khi trò chơi khăm lấy ngọc của Wildfire bị phát giác. Nhưng rất may họ đã thành công thoát được và điều quan trọng bây giờ không phải là những trò chơi khăm, mà là nhanh chóng tìm ra lõi rồng và giải cứu thế giới họ đặt chân đến vùng đất của những Lava Thai. Nhưng dường như Kai và Wildfire không hề được chào đón ở đây và những thành kiến này xuất phát từ những trò khăm từ trước của Wildfire.
Họ không thể nào lấy được lõi rồng nếu cô gái bướng bỉnh này không chịu thừa nhận mọi tội lỗi mà mình đã gây ra cho tộc Lavathai. Việc mà nhóm Kai phải làm chính là giải quyết hàng loạt những vấn đề trong danh sách về nỗi bất bình là Wildfire ở đã gây ra trong quá khứ. Tại cờ Giót Dâu đang diễn ra một lễ hội tưởng nhớ một vị anh hùng ninja đáng kính, và người được tưởng nhớ không ai khác chính là Zani. Trong lễ hội có một trò chơi là tìm ra ai là người trông giống Zani nhất, và giải thưởng cho người thắng cuộc chính là một khoản tiền mặt. Zani nảy ra ý tưởng là mình sẽ tham gia để giành lấy chiến thắng. Số tiền có được đủ để cho anh mua một cuộn Wildcardium mới. Thế nhưng nằm ngoài dự tính, khi Zani thật nhưng lại không hề giống Zani theo lời của ban giám khảo. Bên phía chỗ của Kai, anh cùng Wildfire ở giải quyết những vấn đề của chính cô. Và những bù đắp của họ đã thành công lấy lại lòng tin của Lavathai, hoặc là không phải vậy, tên tộc trưởng Lavathai ngay từ đầu không hề có ý định sẽ tha thứ cho họ. Và những yêu cầu trước đó chỉ là một trò chơi khăm để trả thù lại những trò chơi khăm của Wildfire. Quay lại chỗ của Zani, mọi thứ không hề đơn giản như kế hoạch ban đầu, dường như cậu sắp bị loại khỏi trò chơi. Cùng lúc đó, Wildfire và Kai quyết định xông vào cái hố để lấy lõi rồng. Họ đã bắt đầu nhìn thấy nó. Phía Zani dù không thể chiến thắng trong trò chơi nhưng phần thưởng cho giải ba là một phiếu quà tặng của khu phế liệu, và chỉ cần như vậy là đã đủ. Trở lại chỗ của Kai và Wildfire, tuy đã thành công thoát khỏi hố một đi không trở lại cùng với lõi rồng nhưng lại bị tên phản diện do Yama cướp lấy nó ngay phút cuối. Và dường như bên phía nhóm Nia và Soja cũng không mấy gì gọi là khả quan. Chuyển cảnh đến ninja băng giá đang tự nói suy nghĩ của mình một mình dưới cánh cửa thì bỗng nhiên va phải ông chú người rắn. Không hiểu sao tôi nhìn ra con ếch mọi người ạ, ha ha ha. Anh ta làm rơi món đồ nhờ có cái lưỡi dài thù lù mà đã nhặt lại nó nhanh chóng. Hai người cùng nhau nói chuyện, anh người rắn muốn ninja băng giá bổ sung thêm sức mạnh băng nhưng anh ấy đã từ chối và đối phương rời đi. Quay trở lại trong căn hầm, hai cô gái ninja như đang tìm kiếm thứ gì đó trong đây với ngọn lửa dập dờn. Thì đùng cái xuất hiện bộ xương ngay trước mắt khiến hai người họ lo lắng, băn khoăn suy nghĩ làm cách nào tìm được lõi rồng. Con rồng nhỏ ngoạm lấy sách đi theo hai cô gái. Ngay lúc này ninja xanh nước biển dẫm trúng viên gạch làm hai người họ rơi xuống dưới, bé rồng nhỏ đi theo. Ninja xanh lá sử dụng phép thuật nhanh chóng đứng được lên bờ thành, nắm lấy tay hai người còn lại. Nhưng không may cuốn sách đã rơi xuống dưới, nhưng may hai người và chú rồng con vẫn bình an vô sự, ha ha. Bọn họ bất ngờ khi nhìn xuống dưới đó là axit. Trong cái rủi có cái may, bọn họ nhìn về phía bức tường như khám phá được cái gì đó sâu trong đó, quay trở lại với người rắn. Tôi gọi là anh rắn nha mọi người, anh ta đang chùi chùi cái sàn nhà không ngừng than thở, ninja băng giá xuất hiện. Nói chuyện một hồi, anh ta nhận ra rằng mình không thể hoàn thành được việc lau chùi bằng cái bàn chải nhỏ đó. Ủ rũ vứt cái bàn chải đó và đi luôn. Ở bên này, ba người họ tìm thấy ngôi mộ. Hai người họ đi xung quanh xem xét mọi thứ. Ninja xanh lên trên cầm lấy túi đá đặt lên trên đó để nó có thể giúp họ tìm thấy được vị trí đúng. Loay hoay một hồi, kỳ tích xuất hiện, phát ra những tia sáng rồi làm bọn họ văng xa 10 mét vì quá bất lực. Đành phải rời khỏi đây, ninja băng giá cầm lấy cây chổi đi vào trong căn phòng. Ngay lúc này mọi thứ đảo lộn. Căn phòng trở nên thật bừa bộn, anh người rắn bị chiếc xe xoay đi xoay lại mấy vòng gào thét liên tục. Ninja băng giá ngơ ngác ngỡ ngàng đứng nhìn, nhưng với sự giúp sức của anh, cái máy cuối cùng cũng đứng yên tại chỗ. Cuối cùng, hai người họ cùng với chú rồng nhỏ cũng đã ra khỏi căn hầm tối tăm đó. Con rồng phát hiện ra điều gì đó tới cạnh hai người và người người đã giúp bọn họ thấy được trên tay mình đánh dấu một cái gì đó tựa như hình mặt trời. Tôi cũng không rõ nữa, bỗng nhiên từ trong hầm mộ lao ra hai người trông như thây ma xác sống vậy, lao nhanh về phía bọn họ, bay lên rồi lại bay xuống trực tiếp hất văng ninja tóc hồng. Cô cảm thấy đau điếng người đi, hai người họ quyết định tách nhau ra để đánh lạc hướng. Ninja xanh liên tiếp tấn công nước vô cái hồn ma đó nhưng không thành. Còn ninja tóc hồng đá văng nó nhưng có vẻ không hề hứng gì, nó mang cô lên không trung. Rồi đáp thẳng cô vô người ninja xanh, ôi tôi nhìn mà thấy đau dùng luôn đó mọi người. Rồng lao tới, phun lửa để cứu hai cô rồi đưa họ về nơi an toàn. Con rồng như gặp lại được chủ, lao vô liếm tới tấp, hai người như lâu ngày không gặp quấn quýt với nhau. Sau đó ba người họ nói chuyện với nhau, ông muốn xem tay của hai cô ninja. Ông ta phát hiện ra gì đó và kêu lên trong niềm thất vọng, bọn họ đã sử dụng viên đá khi không có sự hướng dẫn. Viên đá nguy hiểm, như đã nguyền rủa bọn họ. Cô ninja kể lại quá trình khi bị hai hồn ma xuất hiện và tấn công họ, ông bất lực. Giải bày tâm trạng rồi lại nói về quá khứ huy hoàng của mình khác hoàn toàn với tình trạng hiện tại. Ông tiếp tục nói với giọng thật lớn, về mối nguy hiểm vẫn đang tiếp tục rình rập họ bất cứ lúc nào. Hai cô gái lo lắng và sợ hãi. Cô lấy viên đá ra xem thì thấy nó xuất hiện cái mắt và phát sáng. Ngay lúc này, hai con thây ma áo choàng đen lại xuất hiện. Nhưng hai người không phải đối thủ của bọn chúng, chỉ với một đòn hai người văng xa. Hai con rồng phun lửa chiến đấu, còn ông già đỏ kia vẫn bất lực nhìn hai người. Mặc dù ông biết cách đánh bại chúng, nhưng ông ta đã bị mất hết sức mạnh. Với tinh thần quyết chiến, ninja xanh vực lại tinh thần, chiến đấu tới cùng. Hai con thây ma gào lên khiến rồng văng xa. Lúc này ba người họ cùng nhau ước nguyện thì cái hộp đeo ở trước ngực ông có tác dụng, phát ra ánh sáng đỏ cam. Bốn tay đều có vũ khí và lao nhanh lên tấn công bọn chúng, chỉ với một chiêu cuối cùng. Hai bọn chúng biến mất và ông cụ đã ngất lịm đi, quay trở về anh người rắn. Ông có vẻ đã nản và chuẩn bị mang vali rời đi. Nhưng với sự khuyên nhủ của ninja băng giá thì ông người rắn có vẻ suy nghĩ lại. Ông cụ da đỏ đỏ đã tỉnh dậy với tinh thần tràn trề và thấy vui vô cùng bởi đã tìm được phép thuật. Bên đây thì ninja đỏ cùng cô em đang chiến đấu tấn công người đàn ông với bộ đồ tím kia trông như một nhà ảo thuật.
nhưng có vẻ không hề hứng gì vì cây gậy đó đã thu lại năng lượng của hai người bọn họ. Ngay lúc này, mấy hòn đá xuất hiện và đưa quả cầu sáng đó đi, đám người đó lập tức đuổi theo chúng. Hai ninja cũng chạy nhanh đuổi theo để lấy được vỏ rồng đó trước, cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra. Ninja đỏ áp sát hòn đá đó trong hẻm cụt. Hòn đá phát sáng khác gõ tiếng chung một phát là bao nhiêu quả cầu lửa khác xuất hiện, phóng lên về phía đám áo tím. Lúc này ở một nơi khác, hai cô gái ninja tiến tới như nói lời cảm ơn với ông lão trong khoảng thời gian vừa qua. Ông lấy sức mạnh của mình từ trong chiếc lọ, trao lại cho ninja xanh. Nó bỗng biến hóa thành viên đá hình mũi tên phát sáng. Điều này làm ông trở thành yếu đi, viên đá này giúp cho hai ninja có thể xác định được món đồ họ tìm kiếm một cách dễ dàng. Hai người cảm ơn ông rồi lên lưng chú rồng và rời đi, trên con thuyền ninja. Ninja xanh lá cùng ninja cam đang nói chuyện với nhau, con thuyền xuống dưới đất liền bao phủ hàng cây xanh ngát, hai ninja vô cùng bất ngờ và thích thú. Họ đi được một lúc thì ninja cam phát hiện ra lõi rồng và chạy nhanh về phía trước. Ninja xanh khuyên ngăn đứa em khoan động vào thì đúng lúc đó đội quân dưới mặt đất ngoi lên. Tưởng chừng như sẽ có cuộc chiến xảy ra nhưng không, đó chỉ là một bài thử nghiệm. Hai người họ giải thích cho tướng quân Oxen hiểu, họ đang rất cần lõi rồng này. Bọn họ vây xung quanh nhảy một điệu múa như thể đó là truyền thống nơi đây của họ. Và hai ninja đã lấy được lõi rồng theo ý muốn của họ. Đội quân dẫn hai ninja đi gặp kẻ lấy trộm. Đó là một ông già haha, đã bị bao vây bởi dịch màu xanh. Hai ninja trò chuyện riêng không hiểu lý do vì sao mà ông ta cũng muốn lấy cái lõi rồng đó. Ông ta giãy lên giãy xuống muốn được thả ra. Điều này chỉ làm cho bọn họ thấy buồn cười. Quay trở lại với trận chiến còn dang dở ở đoạn đầu phim, ninja đỏ xoay vòng né những quả bom lửa. Ninja còn lại tranh thủ lúc hòn đá còn đang chủ quan. Cô chạy nhanh tới lấy lại vỏ rồng một cách nhanh chóng, rồi lại va vào tên xấu với bộ đồ phù thủy kia. Vỏ rồng tuột mất, cuộc chiến xảy ra rất kịch tính. Vào tay người này rồi tới người kia, bỗng nhiên hòn đá biến thành to. Điều này có vẻ rất khó khăn cho bọn họ. Hai cô ninja hạ cánh xuống miền đất trông có vẻ tồi tàn, đi theo sự chỉ dẫn của viên la bàn phép thuật. Tới nơi đây thì nó quay vòng tròn không định hướng được. Bọn họ mày mò xung quanh, đất tự nhiên rung chuyển, thổi bay mọi thứ lên. Sau một hồi bọn họ gặp hai người lạ mặt. Chưa kịp nhìn kỹ thì hai người họ đã chạy vụt mất, quay trở lại với hai ninja xanh cam, bọn họ vẫn đang nói chuyện. Vật lộn với cái kẻ được gọi là trộm cắp, tướng quân tóm tắt qua cái được gọi là nguy hiểm khi lấy lõi rồng. Ngay lúc đó, ninja xanh tự nguyện xung phong đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó. Với tinh thần kiên quyết, anh vẫn muốn mình được đi dù chỉ một lần, trận chiến với hòn đá vẫn chưa tới hồi kết. Hai ninja chạy vội thoát khỏi hòn đá khổng lồ đang lao về phía mình. Đám người đồ tím vẫn tự mãn thì quả bom lửa văng tới ném chúng ra xa. Ha ha, nhìn đau thật đó. Đằng này, hai người họ vào lối cụt. Con rồng từ đâu lao tới đá bay đá khổng lồ đi, vỏ rồng một lần nữa được vào tay cô gái. Một cú đá chí mạng, đá ngất xỉu, bọn họ ngồi lên lưng rồng rồi rời đi, trong khu rừng. Tướng quân dẫn hai người bọn họ đi, tới được con đường đó. Ninja chần chừ chưa vào, ninja cam tiến tới an ủi, nói với giọng hơi buồn một chút và lo lắng cho anh. Cuối cùng, ninja xanh xoay người khởi động trước khi vào. Anh lấy hết dũng khí đi vào bên trong, tướng quân cùng ninja cam đi ra. Chưa được bao lâu thì ninja xanh lại xuất hiện, ủa là sao? Hóa ra là trong đó không có cái gì là nguy hiểm, vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Tướng quân tuyên bố và đã giải cứu ông già kia ra ngoài, nhưng chưa được bao lâu ông ta đã phản bội. Bắn súng làm vỏ rồng rơi ra, ông ta lấy vỏ rồng và tẩu thoát, hai ninja vẫn tiếp tục đuổi từ đằng sau. Ngay lúc đó ông ta bị bắn súng giật điện. Hai người đồ đen lấy vỏ rồng và đi vào vòng tròn xanh. Hai ninja lập tức nhảy vào theo sau, còn về phần ninja đỏ và cô gái kia. Sau khi tới ngọn núi, rồng đột nhiên ngã xuống vì bị chấn thương, còn về phần hai cô gái ninja, họ đuổi nhưng vẫn không kịp bắt lấy những đứa trẻ. Lúc đó xuất hiện người khổng lồ văng họ ra xa. Hai người tiến lên và chiến đấu với gã khổng lồ to lớn, nhưng chưa được lâu thì bọn họ có vẻ đã nhận ra đó là ai. Ngơ ngác nhìn, ninja đỏ chạy đi bỏ lại cô ấy một mình. Cô la lên và đuổi theo vì sợ bị bỏ lại một mình, tiếp đến vùng đất kia. Hai cô ninja có vẻ đã nhận ra được người đất khổng lồ đó là ai. Người anh nào đó của cô ấy, ninja đất, người anh hùng đã mất tích, bỗng nhiên ánh sáng chói lóa hiện lên. Đất xung quanh anh biến mất, trước mặt hai người là ninja đất khôi ngô tuấn tú chứ không đáng sợ như vừa rồi. Cô chạy tới ôm chầm lấy anh ta, ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh quan tâm hỏi han khi cô vẫn chưa tìm được những người khác, cô gái tóc hồng bắt chuyện với anh rồi tự giới thiệu bản thân. Tự nhiên ở đâu ra hai người nữa xuất hiện, người là rắn người kia là người haha, đất tự nhiên rung lên, hất mọi thứ văng tứ tung. Họ tính rời đi thì người khổng lồ người toàn mấy thứ đồ gì đâu đâu xuất hiện, ném ô tô về phía bọn họ chạy nhanh về phía trước khỏi sự truy đuổi của gã khổng lồ này. Một thùng lớn ném tới, ninja đất nhanh chóng nhảy lên đỡ nó và ném lại nhưng gã khổng lồ vẫn không hề hứng gì. Bọn họ chạy trốn trong cái nhà như ly kem ở phía trước mặt, ninja thảo luận làm sao để có thể hạ diệt quái vật đó. Tiếng động ngày càng mạnh đến gần phía bọn họ, ninja đất sử dụng sức mạnh đào một hố đất ở phía bên dưới rồi cùng mọi người nhảy xuống, quái vật như phát hiện được. Không ngừng đập đổ cái ly kem trước mặt, cùng lúc đó bọn họ đã rời khỏi đó kịp thời. Chỉ còn một mình người tím tím ở lại đó, anh ta dùng sức mạnh làm quái vật không thể bỏ tay ra khỏi ly kem đó được. Dứt mãi không ra, nó kiệt sức, mấy người họ tiếp tục đi xung quanh vùng đất hoang vu cằn cỗi ấy. Họ vào một căn nhà, cùng người bà ngồi ghế đó nói chuyện. Sau đó hai người kia cùng theo bà ấy vào chuẩn bị bữa tối cho khách, mấy người họ nói về những đứa trẻ nơi đây.
Điều này khơi gợi quá khứ đau buồn cho cô ninja tóc hồng vì chính người nhà của cô cũng bỏ cô mà đi. Mấy người họ xuống căn hầm, trước mặt là bộ máy cao cấp, nó có trước khi anh áo tím tìm ra nơi này. Ninja đất mở cánh cửa, hai cô ninja bất ngờ, ngạc nhiên la lên vì vui sướng đã tìm thấy lõi rồng như họ muốn. Còn về phía ninja đỏ, anh vẫn tìm các nguyên liệu thuốc để chữa cho rồng nhưng có vẻ không khả thi. Bọn họ đập lấy cái thứ gì đó xanh xanh ở bên trong, ninja đất giải thích lý do vì sao cần lõi rồng bởi không thì con quái vật sẽ tấn công. Nhưng ninja xanh lại rất tự tin, chắc chắn sẽ không sao. Ninja tóc hồng đưa ra ý tưởng, cô lấy cây bút loay hoay trên trang giấy như viết cái gì đó. Bọn họ cùng đi ra ngoài để tìm các nguyên vật liệu để thiết kế một bản sao. Lúc này ninja đỏ lấy thuốc sử dụng sức mạnh của mình và thoa lên chỗ vết thương của rồng, còn cô bên cạnh thì không ngừng cầu nhau nhưng rồi cô vẫn làm theo ninja đỏ nói. Trở về căn hầm, ninja tóc hồng cô ấy không ngừng mày mò và sửa chữa nó. Cô tóm tắt rồi giải thích cách thức hoạt động của bộ máy này cho anh người tim tím nghe rồi lại gợi nhớ những chuyện buồn thương về gia đình quá khứ của cô ấy, vẻ mặt lại trở nên buồn rầu. Ninja xanh và ninja đất vẫn cặm cụi tìm mấy thứ đó, bỗng nhiên tiếng gầm kêu lên. Hai người chạy lẹ đi trốn, hóa ra là chú rồng của bọn họ, hình như bị kẻ xâm nhập quấy phá. Máy bay không người lái không ngừng bắn về phía con rồng, hai người định ninja go thì quái vật khổng lồ kia xuất hiện. Nó tấn công hai người, cuộc chiến xảy ra vô cùng gay cấn. Tôi cũng hồi hộp thay mọi người ạ, ninja đất nhảy cao, lên lưng rồng và bay mất. Người phụ nữ áo trắng xuất hiện, có lẽ là phản diện đó mọi người ha ha. Ninja hồng vẫn đang thiết kế ý tưởng của mình. Con rồng con tính sử dụng phép thuật bỗng nhiên bà lão lao tới ngăn cản. Làm bọn họ giật mình, người phụ nữ xuất hiện như nãy tôi bảo là tiến sĩ đó mọi người. Bà ta đi tới nói những lời khiêu khích, bà lão tiện ném cái xương vô mặt bà tiến sĩ này. Ha ha, bà ta yêu cầu máy bay tấn công, cô lao tới nhưng bị hất văng ra. Bà ta nhảy lên máy bay đó ép sát cô dưới mặt đất, bà ta điều khiển máy bay và lấy mất lõi rồng. Làm căn nhà trở nên rung chuyển không ngừng, anh áo tím lấy cây búa chạy tới và đập mạnh vào máy bay đó. Có vẻ không được khả thi, mọi người tập hợp với nhau cùng một chỗ. Ninja tóc hồng nghĩ ra được sáng kiến, vậy là bọn họ cùng nhau hợp lực chiến đấu. Con rồng bị quái vật nhấc bổng lên và đáp xuống đất, ninja tóc hồng chạy tới nói khiêu khích nó. Sau đó một thứ trắng trắng vây quây lấy con quái vật rồi sau đó cô cùng phép thuật gì đó làm đông cứng nó. Vậy là đã bắt được con quái vật đó, ai dè nó trông thật nhỏ và đáng yêu. Bọn họ cùng nhau nói chuyện cảm ơn những chuyện vừa rồi. Quay trở lại với cảnh truy đuổi hai đặc vụ qua một cánh cổng sau khi họ lấy được lõi rồng màu hồng. Loi và Azin thấy mình đang ở một nơi bí ẩn, hướng sự chú ý của họ trở lại hàng. Họ hỏi người đàn ông gần nhất có thể, người này nói với họ rằng họ đang ở trong cơ quan quản lý, nơi những người nộp đơn phải xếp hàng để xin giấy phép, một số đã tiếp quản vị trí từ cha mẹ của họ và đã quên mất lý do tại sao họ lại xếp hàng. Đột nhiên, hai đặc vụ, một người và một hai nô bờ ra yêu cầu được xem giấy phép của hai ninja. Họ trả lời rằng họ không có và ngay lập tức bị chĩa súng. Trong khi đó ở Wilderness, Wildfire đang trở nên mất kiên nhẫn vì các tinh thể thạch anh tan chảy lẽ ra bây giờ đã chữa lành Heartway vì họ cần đưa lõi rồng tím trở lại tu viện. Nhưng Kai bảo cô hãy kiên nhẫn và cố gắng giết thời gian bằng cách giảng dạy cho cô ấy một số bài học của WU. Nhưng Wildfire hoàn toàn lo lắng cho Heartway và không thể tập trung. Kai sau đó trở nên thích thú khi Wildfire nhắc nhở anh về thời trẻ, khi mất Nia sau trận đại hồng thủy. WU đã dạy Kai vượt qua nỗi đau bằng cách luyện tập các động tác để tìm thấy sự bình tĩnh. Sau một chút do dự, Wildfire thử trở lại cơ quan quản lý. Trước khi các đặc vụ kịp làm gì, một cái ống xuất hiện bên cạnh Azin, chứa hai tờ giấy cuộn lại, anh lấy ra và tìm thấy chúng là các mẫu giấy phép với những hình vẽ thô sơ của cả hai. Làm rõ chúng, các đặc vụ rời đi để nộp thủ tục giấy tờ về toàn bộ sự hiểu lầm. Khi Azin tự hỏi ai đã đưa cho họ các mẫu giấy phép trước khi Loi nhắc anh ta về đờ ra gần Coze, thật không may. Khi họ bắt đầu điền vào các thủ tục giấy tờ, đặc vụ Hino bờ dai thấy ảnh của đối tượng là bình thường và phát hiện ra hình thức của Loi và Azin là giả. Loi và Azin cố gắng hỏi xung quanh xem đờ ra gần Coze ở đâu, nhưng các đặc vụ bị cấm nói về nó nếu không có giấy phép. Đột nhiên, một chiếc ống khác xuất hiện với tin nhắn dành cho cả hai, bảo họ hãy trốn đi vì hai đặc vụ họ gặp đang cố gắng tìm kiếm họ. Một tin nhắn khác đến, cho họ biết phải đi đâu trước khi một tin nhắn khác đến, yêu cầu họ trốn lại và nhanh chóng trốn trong phòng trước khi các đặc vụ có thể nhìn thấy anh ta. Tuy nhiên, một số đặc vụ trong phòng tra hỏi hai người và Azin bày ra một mưu mẹo, nói rằng họ đang thu thập bút chì để mài. Họ tiếp tục hành động khi thủ đoạn xin phép giả mạo của họ đã được tiết lộ cho tất cả các đặc vụ với áp phích truy nã có chứa các bản vẽ thô sơ. Cuối cùng, họ cũng tìm được đích đến và phát hiện ra người chịu trách nhiệm gửi tin nhắn là Johnny. Ban đầu anh ấy tin rằng họ đang thực hiện một nhiệm vụ giải cứu, cho đến khi họ nói với anh ấy điều ngược lại trước khi biết được từ anh ấy rằng hai đặc vụ đang săn lùng Loi và Azin chính là những đặc vụ đã giam giữ anh ấy. Vì nhiều lần anh ấy cố gắng kích hoạt cổng ở tu viện và buộc phải sắp xếp các gói hàng trong khi người quản lý của họ xác định bản án của anh ta. Khi Loi thắc mắc tại sao các đặc vụ tin rằng họ có toàn quyền, Johnny nói rằng cơ quan quản lý là một doanh nghiệp ở Kingdom of Madness do một người được gọi là quản trị viên lãnh đạo. Nhưng không biết họ trông như thế nào, nhanh chóng khiển trách Loi và Azin vì không biết anh là người đã gửi đơn xin phép và tin nhắn giả mạo. Azin thừa nhận với Johnny rằng không thích bức vẽ thô thiển của anh. Sau khi họ giải thích lý do tham gia cơ quan quản lý, Johnny nghiên cứu nó trên máy tính và phát hiện ra lõi rồng được coi là một đồ tạo tác nguy hiểm, dự kiến sẽ bị tiêu hủy.
và không có thời gian nên Johnny sắp xếp để chuyển ba người họ đến đó khi hai đặc vụ cố gắng đuổi kịp họ. Để giúp họ trốn thoát, Azin ném những chiếc bút chì mà anh thu thập được vào họ để cả hai dẫm lên và ngã trước khi ba ninja đi vào máng trượt. Nhanh chóng hồi phục, hai đặc vụ ghì đè đường dẫn đưa họ đi ba hướng khác nhau, lôi kết thúc ở cấp độ phá hủy, nơi một đặc vụ Ninder Joy trong một cỗ máy chuẩn bị đưa lõi lên băng chuyển tới lò nung. Azin kết thúc ở một cấp độ mà các đặc vụ đang gửi những người bị mất tích trở lại vương quốc quê hương của họ. Nhưng dường như họ đang nhầm lẫn, anh ta cố gắng hỏi các đặc vụ phụ trách về cha mẹ mình trước khi họ yêu cầu giấy phép của anh ta. Anh rời đi với lý do lấy giấy phép, tin rằng họ đã bị lừa. Người phụ trách gọi điện cho người quản lý, hóa ra là Jay, người đã khiển trách anh ta vì đã lãng phí thời gian của người sau khi chơi trò chơi điện tử. Tin rằng Azin có thể đã được phân công lại vương quốc, trở lại cấp độ phá hủy. Lôi đá đặc vụ Ninder Joy ra khỏi máy và sử dụng nó để lấy lõi trước khi nó có thể bị đốt cháy, chỉ để thấy mình bị bao vây bởi các đặc vụ. Trong khi đó, Kai tiếp tục dạy Wi-Fi ở luyện tập các hình thức của cô ấy, cho đến khi Hurtway cuối cùng đã đủ khỏe, khiến Wi-Fi ở nhẹ nhõm. Khi họ chuẩn bị rời đi, Kai nhận thấy có điều gì đó bất thường về lõi và đập vỡ nó, khiến cả hai bị sốc vì Zojama đã nhầm lẫn giữa lõi thật và lõi giả. Trở lại cơ quan quản lý, các đặc vụ chuẩn bị tấn công Lôi vì tội đánh cắp lõi, chỉ để Johnny vượt qua trên một chiếc xe đua từ cấp độ mà anh ta đã hạ cánh và buộc tất cả phải quay lại trước khi họ trốn thoát. Một đặc vụ Munsi cố gắng ép Lôi ra khỏi cỗ máy của anh ta, chỉ để Azin lao vào và buộc anh ta đi, cần một thẻ để kích hoạt lại cổng. Johnny đi đến một căn phòng để yêu cầu nó, nhưng có những biểu mẫu cần phải điền vào. Lôi và Azin tạo ra sự chuyển hướng khi các lưới laser đã được kích hoạt trước khi Azin phát hiện ra cỗ máy có một cỗ máy nhỏ hơn được gắn vào nó trước khi sử dụng nó để lao vào giữa các tia laser nhằm loại bỏ bất kỳ lưới nào trên đường đi của chúng. Johnny hoàn thành tất cả các biểu mẫu và quay lại với thẻ để kích hoạt cổng trước khi tạo ra sương mù từ tuyết và sóng xung kích từ băng để hạ gục các đặc vụ và làm chập mạch máy lập bảng để ngăn chúng đi theo họ và quay trở lại Mother Garden, nơi họ lấy lại Zetini Bounty trong khi họ đã thành công trong nhiệm vụ của mình, bất chấp một số thất bại. Lôi, Johnny và Azin quay trở lại tu viện, nơi họ nghe Kai và Wi-Fi ở kể về việc đồ của họ đã bị lấy đi như thế nào. Còn Nia, Soja và Jizu vẫn chưa quay trở lại cùng với đồ của họ trước đó. Họ tiến đến Imperium, bỏ lại đờ ra gần Coze hiện tại, đến thành phố. Họ thấy hàng rào của thành phố biến mất khi một chùm tia màu vàng phát ra từ một tòa nhà và một làn sóng xung kích đánh gục ninja. Nhiều năm trước khi Zermatt dắt đến thăm Imperium từ Wilderness để gặp người tiền nhiệm và cha của Beatrix là Levor để thảo luận về kế hoạch bắt giữ sao chờ đờ ra gần. Tuy nhiên, Levor từ chối tuân thủ việc cung cấp cho Zat những thiết bị cần thiết vì anh ta không tin rằng sao chờ đờ ra gần tồn tại trước khi con gái lớn của anh ta. Zitrick ném anh ta ra ngoài bằng sức mạnh nguyên tố của cô ấy, tự hào tuyên bố cô ấy là người kế vị của anh ấy. Vào thời điểm hiện tại, Beatrix phát đi một bài phát biểu, nói rằng Imperium vẫn là một, thậm chí từ chối cho phép người ngoại bang vào thành phố, cho rằng những nơi như cờ rót rót là nơi ẩn náu của tội phạm và đã mang thêm nhiều rồng vào. Hai đứa trẻ sớm xuất hiện và cô cho phép chúng ôm mình và tuyên bố tất cả là dành cho chúng. Tuy nhiên, khi buổi phát sóng kết thúc, Beatrix đẩy những diễn viên thực sự là diễn viên hiệu ứng hình ảnh ra xa cô vì cô không thích trẻ em trước khi quay sang Zojama, người đã quay bài phát biểu, khả năng mưu mẹo này hoạt động. Sau đó, cô liên lạc với tiến sĩ Lazo, người thông báo với cô rằng hai lõi rồng mà họ có sẽ không đủ cung cấp năng lượng cho vũ khí mớt quếch của cô trước khi giáp ton xuất hiện. Bằng cách nào đó đã mang lõi rồng hồng vào và cảnh báo cô rằng ninja đang trên đường tới, tại Land of Lothing, Cole, Nia, và Soja cố gắng lên kế hoạch vào Imperium để lấy lại lõi mà tiến sĩ Lazo đã đánh cắp. Trong khi cố gắng tìm cách vượt qua hàng rào của thành phố trước khi Soja nảy ra một ý tưởng. Và với sự giúp đỡ của Jizu, họ tạo ra áo giáp cho Chizo. Khi họ chuẩn bị rời đi, Cole nói với Nia rằng anh ấy sẽ không đến vì tiếng la hét từ dưới đất. Anh ấy tin rằng thời gian không còn nhiều, và đêm hôm nọ, anh ấy nghe thấy giọng của VKU bảo anh ấy hãy đi theo ông. Nia tuân theo yêu cầu của anh ấy trước khi cô ấy và Soja cất cánh cùng Chizo và Jan. Cole nghe thấy giọng nói của VKU và nhận thấy một quả cầu ánh sáng. Anh ấy bắt đầu đi theo, biến mất trong một dải sương mù. Trong phòng ngai vàng của cung điện Imperium, Zojama, Zapton, tiến sĩ Lazo và Chozana được đưa vào khi Beatrix phát biểu về lời thề đã chờ đợi từ lâu của cô là đánh bại ninja một lần và mãi mãi. Tiến sĩ Lazo muốn có vài ngày để thử vũ khí, nhưng Beatrix từ chối tuân thủ và yêu cầu phải thực hiện ngay lập tức trong phòng thí nghiệm hệ thống nâng cao. Chozana đưa ra một bức ảnh của Lôi, làm hỏng nó một chút trước khi tiến sĩ Lazo nhìn thấy một lỗ hổng trong lõi. Nhưng Beatrix đã thổi bay nó, cô ấy đi kiểm tra vũ khí, nhưng nó phát nổ, bắn một phát xuyên qua trần nhà và gửi một làn sóng xung kích khắp thành phố, thậm chí xuyên qua các ninja đang ở bên ngoài thành phố. Beatrix sau đó đổ lỗi cho tiến sĩ Lazo, gọi cô là kẻ thất bại và thất vọng rời khỏi phòng thí nghiệm mà không biết rằng Zapton bằng cách nào đó đã trốn ra ngoài trước cuộc kiểm tra. Trong khi cố gắng tìm đường vào thành phố, Kai bảo Wi-Fi ở hãy quên bài học của anh ấy với cô ấy trong vài phút. Cô ấy tuân theo bằng cách thu hút một số vệ binh đế quốc trên ván trượt bằng sức mạnh của mình trước khi các ninja còn lại hạ gục họ và sử dụng ván trượt để đến được thành phố. Beatrix đến thăm Zat đang bị giam giữ trong nhà tù, người yêu cầu được thả, nhắc nhở cô về lần họ liên minh để lật đổ Levor và Zitrick, làm cho nó giống như một vụ tai nạn.
Họ gian lận làm cỗ xe bay của Levo phát nổ và để nó lao xuống đất khiến anh ta thiệt mạng khi va chạm và sau đó giết chích bị bắt. Tuy nhiên, cô không rơi vào mưu mẹo của anh ta vì anh ta đã thất bại nhiều lần trước khi một người bảo vệ đến và cảnh báo cô rằng ninja đã xâm nhập vào thành phố. Trong khi cố gắng tìm kiếm phòng thí nghiệm, ninja bị một số lính canh phát hiện, nhưng thật ngạc nhiên là lực lượng bảo vệ thanh thiếu niên Imperium bắt đầu dẫn ninja đi. Bitchick quay trở lại phòng thí nghiệm, nơi cô được biết rằng lõi mà Zapton đưa cho cô là đồ giả, hạt nhân này cũng đã bị phá hủy trong quá trình này. Từ chối lùi bước và vì chúng được tạo ra từ năng lượng sao chờ đờ ra gần, Bitchick yêu cầu lõi được tạo ra từ sao chờ đờ ra gần bên dưới thành phố bằng cách rút cạn nó. Nhưng tiến sĩ Laser từ chối vì mọi nỗ lực trước đó đều thất bại, cho đến khi cho Jana tình nguyện tự mình chỉ đạo quá trình chiết xuất, cho rằng nghiên cứu của tiến sĩ Laser về nó có sai sót. Bitchick làm theo yêu cầu của cho Jana, chuyển cảnh đến lực lượng bảo vệ thanh thiếu niên Imperium dẫn ninja đi dọc thành phố để đến nơi ẩn náu của họ. Azin đặt câu hỏi cho Percival Tatigz, người đã thực hiện một số nghiên cứu về rồng kể từ lần chạm trán cuối cùng của họ trước, loi hỏi Percival liệu anh ấy có nhìn thấy vụ nổ không. Anh ấy trả lời rằng mọi người đã nhìn thấy nó đến từ phòng thí nghiệm hệ thống nâng cao trước khi họ tiếp tục. Bitchick trong Imperium của cô ấy đến cùng với một số cờ lo of Imperium và tuyên bố những kẻ phản bội thiếu niên đã đứng về phía ninja trước khi họ tấn công. Nhà, Soja và Jizu lần lượt tiếp cận Imperium. Soja bắt đầu bày tỏ sự không thích việc thành phố sử dụng năng lượng rồng, cũng như việc bị cha mẹ cô xa lánh bên trong thành phố khi ninja tấn công bằng sức mạnh nguyên tố của họ. Trong cuộc chiến, Soja nói với Loi rằng lõi mà cô đang tìm đã bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao cô và Nia đến trong khi anh nói với cô rằng họ đã lấy trộm lõi từ Kai và Wildfire. Và cái mà anh, Jani và Azin đã lấy được đã trở lại tu viện Sở Pinjitsu. Chizo sau đó nói với Jizu rằng anh và Jan sẽ giữ chân Bitchick và những người thợ săn trong khi ninja và lực lượng kháng chiến thiếu niên Imperium trốn thoát. Họ nhảy vào một lối đi bí mật được cải trang thành một thùng rác. Trong khi cuộc tấn công đang diễn ra, cho Jana yêu cầu các kỹ thuật viên bắt đầu tiêu hao sao chờ đờ ra gần bị bắt, khiến bảng điều khiển bị quá tải, trong khi tìm đường đến nơi ẩn náu của thanh thiếu niên. Nia phát hiện ra cái kén của Jani từ tu viện Imperium và Percival giải thích rằng nó đã bị tách rời, bao gồm cả cổng. Đó là lý do tại sao các mảnh của nó lại ở Land of Blotting, tiếp cận nơi ẩn náu. Percival giải thích rằng họ đã xây dựng nó dựa trên việc dò tìm camera an ninh xung quanh và có nhiều thành viên hơn xung quanh thành phố cố gắng lấy được thẻ ra vào phòng thí nghiệm. Soja sau đó kể lại việc anh ấy đã dẫn Jizu đến gặp Bitchick trước khi giải thích rằng nhiều người đã nhìn thấy ninja giải phóng những con rồng khỏi Imperium. Và Bitchick đã đưa ra một tuyên bố sai lầm rằng họ đã bị bắt lại, vì vậy Percival và các thiếu niên đã tiến hành một cuộc điều tra. Ban đầu phát hiện ra Bitchick có liên quan đến việc giết người tiền nhiệm và cha với sự giúp đỡ của Zat và khiến nó giống như một vụ tai nạn. Cùng với việc giết Chick và các Imperium khác biến mất hoặc bị cầm tù vì chống đối cô, Percival sau đó chiếu một đoạn phim chưa phát hành với cảnh Bitchick thú nhận, đoạn phim mà họ định sử dụng để vạch trần cô sau khi họ nghiên cứu về rồng. Percival sau đó giải thích rằng anh ta có một thứ sẽ giúp phát sóng đoạn phim và khiến thành phố chống lại Bitchick trước khi anh ta nhờ Soja giúp đỡ, do cô ấy đã tận mắt khám phá ra sự thật và tin rằng đó là định mệnh mà cô ấy sẽ giúp đỡ, mà cô ấy chấp nhận trước khi Azin tình nguyện tham gia cùng họ. Trong khi đó, Bitchick cố gắng hạ gục Chizo và Jan. Khi phòng thí nghiệm bị đóng cửa vì vụ nổ lõi rồng, Kai và Wildfire tận dụng cơ hội cho nổ tung kho vũ khí để đánh lạc hướng. Tuy nhiên, do Wildfire đọc lộn ngược bản đồ nên cuối cùng họ đã phá hủy một cơ sở lưu trữ miếng đệm vai. Azin, Soja, Jizu và Percival đến tháp phát sóng, nơi họ phát hiện ra chuột của Percival không ai khác chính là Zapton, người đã bác bỏ mọi mối liên hệ với Bitchick, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ của mình đối với cô. Anh tiết lộ rằng niềm đam mê của anh nằm ở việc săn rồng. Nhưng nỗi ám ảnh không ngừng của Bitchick về việc trả thù ninja đã khiến cô mù quáng trước mọi thứ khác. Zapton thú nhận rằng khi anh không lấy được lõi rồng từ Mother Garden, anh đã có một khoảnh khắc sáng suốt và bắt đầu đặt câu hỏi tại sao anh lại hỗ trợ Bitchick trong hành trình báo thù của cô. Biết rằng điều đó có thể gây nguy hiểm cho Mercia, anh ấy nhấn mạnh rằng anh ấy không muốn phá hủy thế giới vì anh ấy thích sống trong đó. Sau khi nhận ra mình đã sai lầm, Zapton nghe nói về sự phản kháng của Percival, kẻ đã chế tạo ra đờ ra gần co re giả, mục đích là để Zapton đưa lõi giả cho Bitchick, hy vọng rằng vũ khí mốt quếch sẽ không làm được gì, cuối cùng khiến cô phải từ bỏ mục tiêu theo đuổi hủy diệt của mình. Thật không may, kế hoạch đã không diễn ra như dự định, dẫn đến vụ nổ ở phòng thí nghiệm, miễn cưỡng đình chiến với anh ta. Azin và Soja để Zapton sử dụng quyền truy cập của anh ta để phát sóng, cho đến khi họ bị Zojama làm gián đoạn. Rồi, Jani và Nia đi đến phòng thí nghiệm thì bị Bitchick bắt và bắt đầu tấn công họ, trở lại phòng giam của con sao chờ đờ ra gần. Quá trình thoát nước tiếp tục gây ra vấn đề. Cho Jana đã ra lệnh loại bỏ các giao thức an toàn và tăng cường khai thác, vượt qua mối lo ngại của các nhà khoa học vì việc thoát nước gây đau đớn cho con sao chờ đờ ra gần. Kai và Wi-Fi ở về xem màn hình 3 chiều chiếu đoạn phim cho thấy Bitchick nói chuyện với Zat về cách họ nên loại bỏ những kẻ chống đối như cô đã làm với cha và chị gái mình. Một đoạn phim khác cho thấy Bitchick và Zojama sau khi phát sóng cảnh bắt lại rồng giả, gọi đế quốc là kẻ ngu ngốc và sẽ không chịu bất kỳ lời phàn nàn nào về tình trạng thiếu điện. Một đoạn phim khác cho thấy Bitchick và tiến sĩ Laser đang tranh cãi về việc lấy năng lượng từ gian sau khi cho thấy sự tra tấn rồng. Khi nhìn thấy sự tra tấn dã man,
mọi người bắt đầu phản đối cô, nghe thấy lời chế nhạo của họ. Soja nhanh chóng phát sóng tới thành phố, nói rằng họ được cung cấp sức mạnh bởi rồng vì họ cũng là những sinh vật sống, điều này không được tiếp tục. Sau đó, cô ấy tiếp tục về việc cô ấy đã bị lợi dụng cho công việc của mình như thế nào và đã ném cô ấy đi khi cô ấy không thể kiểm soát được. Tự nhận mình là một con thú vô tri, giống như Beast Chick nhìn nhận những người khác như vậy, nhưng truyền cảm hứng cho họ. Nói rằng họ mạnh mẽ hơn cô ấy, rằng họ nên đứng lên và được tự do. Đế quốc bắt đầu tập hợp chống lại Beast Chick khiến nhiều lính canh sợ hãi. Và một số ném đá vào những người thợ săn đang giữ Chi Do và Gian, giải thoát họ. Khi một số thợ săn chuẩn bị vào kho vũ khí, Kai và Wi-Fi ở thoát ra khỏi đó, đốt cháy toàn bộ nơi này để làm nổ tung tất cả vũ khí. Khi quân đế quốc tiếp tục tập hợp chống lại cô, Beast Chick rút lui, cố gắng khẳng định đoạn phim là giả trước khi bị một đám đông khổng lồ chặn lại. Trong cơn tức giận, cô ném một trong số họ vào đám đông, khiến họ bàng hoàng trước khi tiếp tục bỏ chạy. Sau đó, các đế quốc bắt đầu tụng câu cuối cùng của Soja khi cô, Azin, Jizu, Zapton và Percival quan sát từ trên đỉnh tháp phát sóng. Jack nghe thấy điều đó từ phòng giam của mình và thấy hai lính canh thất vọng trước sự lừa dối của Beast Chick, khiến anh thích thú. Khi các lính canh bắt đầu giải quyết vụ cháy kho vũ khí, Doi, Gianni và Nia đến phòng thí nghiệm, chỉ để Beast Chick đến với vũ khí mớt quét. Sử dụng cả hai lõi và một lõi mà cho Jana đã tạo ra trước khi cô bắn lên trời, tạo ra một vết nứt mớt quét. Không lâu sau khi Beast Chick sử dụng vũ khí mớt quét của mình, vết nứt do cô tạo ra ngày càng lớn. Nhìn thấy nó, Azin, Soja, Jizu và Percival rời khỏi tháp phát sóng, để lại cho Zapton những lời nói về ninja không bao giờ bỏ cuộc. Loi, Gianni và Nia cố gắng thuyết phục Beast Chick ngừng sử dụng vũ khí vì nó sẽ tạo ra một cơn bão, nhưng cô từ chối. Tin rằng họ muốn có sức mạnh cho riêng mình trước khi sử dụng nó để gửi những người đế quốc ngẫu nhiên vào các vết nứt, bao gồm cả Percival. Sự phản kháng đã đưa mọi người vào bên trong vết nứt. Cơn bão gây mất điện, khiến Zap trốn thoát khỏi phòng giam của mình. Zapton tham gia vào cuộc chiến, nhưng bản thân lại rơi vào vết nứt khi Loi triệu hồi Master Mech cho anh ta và Azin để tước vũ khí của Beast Chick trước khi Azin tách con Mech nhỏ hơn ra để cố gắng tiếp cận vũ khí, nhưng bị cô ta cản trở. Khi chuẩn bị tham gia trận chiến, Soja nhìn thấy cha mẹ cô. Họ yêu cầu cô đi cùng họ vì mặc dù đã phát sóng nhưng họ vẫn từ chối tin vào sự thật và tiếp tục ủng hộ Beast Chick. Ngay lập tức từ chối họ, Soja tuyên bố Ninja là gia đình mới của mình trước khi đạt được tiềm năng thực sự của mình và tách vũ khí ra, phá hủy đờ ra gần Coze thứ tư và Azin đưa Beast Chick vào vết nứt mớt quét trong quá trình này. Với cơn bão hiện là một mối đe dọa lớn, Ninja tiến đến ngã tư trên Zetini Bounty để cứu mọi người, nhưng họ bị mất cánh buồm do cơn bão. Cho đến khi Gian sớm lớn lên và gắn thân tàu vào lưng trước khi chuyển đến thành phố nhanh hơn, khi họ cứu mọi người, Azin nhìn thấy cha mẹ mình đang bị vết nứt hút vào trước khi nó biến mất, cần cả ba lõi rồng. Gianni nhờ Alfonso Ferzohicky mang lõi rồng màu hồng đến cho họ trước. Loi tìm thấy sự bình tĩnh bên trong bản thân, kích hoạt chúng, ổn định thế giới. Sau khi cơn bão kết thúc, tất cả những người gặp phải cơn bão, bao gồm Kai, Wildfire, Jizu và Percival đều quay trở lại. Mọi người vui mừng khi thấy các anh hùng trở lại. Loi và Jizu sau đó sử dụng các lõi để giải phóng sao chờ đờ ra gần bên dưới Imperium và quay trở lại tu viện, nơi sau ra dự định sử dụng sức mạnh của mình mà không cần sự giúp đỡ của Jizu. Kai và Wildfire lấy ra một số lon trước khi thấy của Kai bị cháy hoàn toàn và của Wildfire bị tan chảy, phát hiện ra sức mạnh của họ khác nhau. Gianni và Nia thảo luận về việc Cole nghe thấy giọng nói của WU trước khi tất cả họ bắt đầu ăn bánh nướng tuyết của Azin. Tại Vương quốc Imperium, trong quá trình được mệnh danh là đế chế mới, cha mẹ của Soja long trọng xem bài phát biểu của Percival cùng những người khác về kế hoạch thành lập hội đồng trong khi cho Jana bị thất sủng được giáp thay mặt chủ nhân của mình tuyển dụng. Vì thành tích của cô trong việc khai thác năng lượng sao chờ đờ ra gần, trong đó cô ấy đã cố gắng lưu được một mẫu nhỏ. Bộ phim kết thúc tại đây.